Tận thế trò chơi ghép hình chương 848 Bạch vụ đã rời khỏi tầng 5 Hắn hóa trang kỳ lạ Nhưng trên thang máy tầng 5 vốn cũng không có người Ở trong quá trình đi thang máy Bạch vụ nghĩ đến việc có nên dẫn người đi cùng khi rời tòa tháp lần này hay không Nhưng cuối cùng hắn không có làm như vậy Khu vực màu đỏ Hơn nữa còn có thể tước đoạt vật phẩm trên người Lần thứ hai tiến vào thì sẽ không tước đoạt những vật phẩm này Bạch vụ không có hiểu được câu đố hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng phổ lôi nhãn. Vì vậy rất nhanh, ở dưới sự trợ giúp của tạ gia cùng với sứ đồ, Bạch Vũ tìm thấy một khu vực không có giám sát ở tầng dưới cùng. Tầng dưới cùng là hỗn loạn nhất, nhưng nếu như thoát khỏi giám sát, cũng là địa phương an toàn nhất. Rất nhanh Bạch Vũ liền giấu kỹ vật phẩm ký linh có giá trị trên người và nồi cơm điện không có giá trị nhưng không thể từ bỏ, liền vẫn mặc áo chọn ký linh vẫn còn hiệu lực cùng với mặt nạ ác quỷ, đi đến quảng trường phía đông. Sự tình xâm lớn tầng năm này Chỉ có tạ anh Kiệt biết Chẳng qua cho dù là tạ anh Kiệt Cũng không nghĩ ra Bạch Vụ lại tiến hành chuyện này thuận lợi như thế Rất nhanh Bạch Vụ liền đi tới quảng trường phía đông Có tọa độ khu vực Hắn trực tiếp tiến vào từ tấm bia đá màu đỏ Cử động cao điệu này tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người Vân Vạn Gia cũng là một trong số đó Chẳng qua Bạch Vụ từ đầu tới cuối không lộ ra một chút nào Toàn thân được một chiếc áo tràng đen bao phủ, cộng thêm mặt nạ ác quỷ, Khiến cho Bạch Vũ tràn ngập một loại cảm giác thần bí mang sắc thái tôn giáo nào đó. Những loại thần bí này rất nhanh sẽ biến mất, theo ánh sáng đỏ nuốt hết thân ảnh của Bạch Vũ. Một chuyến đi khác bên ngoài tòa tháp lại bắt đầu. Sau khi ánh sáng đỏ trong ý thức tan biến, Bạch Vũ đầu tiên là ngửi thấy mùi tanh tưởi, hắn mở mắt ra theo bản năng, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng rộng chừng 6 mét vuông. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào nhà, trên cửa có treo một tấm rèm để chắn ánh sáng từ bên ngoài nhưng tấm rèm không được kéo xuống, quái vật mặc áo tù, vươn cái lưỡi dài khoảng 40 phân ra liếm dọc theo những thanh sắt khiếp nhau. Vừa vặn vào lúc này, một con ác đọa sáu mắt mặc đồng phục cảnh sát màu xanh đậm đi qua, nó trực tiếp xé nát cái lưỡi của con quái vật mặc áo tù, đừng có lại để ta nhìn thấy hành vi ghê tởm của ngươi. Ồ, có người mới, cái lưỡi xanh đen hơn 30 rơi trên mặt đất phân vẫn không ngừng ngọ ngoại, khiến bạch vụ cảm thấy có chút buồn nôn. Rốt cục hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo, rốt cuộc hiểu được tại sao nơi này lại tước đi tất cả đồ đạc của hắn. Bởi vì chính mình đang ở trong tù. Hoan nghênh đi đến nhà tù thuộc đô, đến với nhà tù này, ta cần phải nói cho ngươi ba điểm. Điểm thứ nhất, đừng tùy tiện cúi xuống, mặc kệ xà phòng dưới chân người có cám dỗ thế nào. Thứ hai, đừng có kéo sang ngang, tin tưởng ta, muốn lấy lòng người của cả hai bên, ngươi chắc chắn sẽ làm mất lòng cả hai bên. Khi ai đó nói với người rằng ngươi có thể chọn trận doanh, người tốt nhất rõ ràng lựa chọn, chẳng qua làm điều gì đó chưa từng có cũng không phải là một ý kiến tồi. 3. Muốn rời khỏi chỗ này có hai loại phương pháp, được phóng thích vô tội, hoặc là vượt ngục. Ta đề nghị ngươi cân nhắc phương pháp sau, mặc dù trong lịch sử không có ai có thể thành công vượt ngục từ nhà tù có kết cấu phức tạp này, nhưng ai bảo người có ta chứ? 4. Cái gì? Chỉ có 3 điểm, vậy tạm thời cộng thêm một điểm, như chúng ta đều biết, quá tam ba bận, Điểm thứ 4, khi người phát hiện ra bản chất của nhà tù này, việc người vẫn không thể làm chính là đắc tội quản ngục. Bạch Vũ sắp xếp lại suy nghĩ, vừa đi ra ngoài tháp, liền trực tiếp tiến vào nhà tù. Khó trách chỉ nói vài câu uy hiếp, lão tổ Yến gia liền nói ra tọa độ, Bạch Vũ vốn còn nghĩ rằng nếu cái tọa độ này là giả, trở lại Yến gia một lần nữa, liền sử dụng sứ đồ công suất cao nhất, tiêu diệt Yến gia. Nhưng chú thích ánh mắt cho ra lúc ấy khiến cho hắn ý thức được địa phương mà tọa độ dẫn đến, thực sự là địa phương yến tự tại đến. Chỉ là không ngờ được mọi chuyện lại như thế này. Thảo nào đồ đạc cá nhân đều sẽ bị tước đoạt, xem ra nơi này tồn tại một loại quy tắc nào đó. Làm cho người ta bị cưỡng chế bỏ tù, hơn nữa ánh mắt còn nhắc đến lần thứ hai tiến vào nơi này, cũng sẽ không bị tước đoạt đồ đạc, đồng thời lại khuyến khích ta vượt ngục. Nói như vậy, đáp án của câu đố, chính là lần thứ hai tiến vào nơi này, ta sẽ dùng thân phận người vượt ngục giáng lâm. Cũng có nghĩa là, một khi có người vượt ngục thành công, như vậy quy tắc nhà tù liền không có hiệu lực đối với họ. Bạch Vũ vẫn còn chưa hiểu được loại phương pháp thứ nhất rời khỏi nhà tù, phóng thích vô tội mà đoạn chú thích nhắc tới có nghĩa là gì. Những tin tưởng chú thích tất nhiên sẽ không sai. Ta phải vượt ngục rất tự nhiên, Bạch Vũ kiểm tra còng tay và quan sát tình hình xung quanh, hắn muốn dùng đôi mắt của mình để thu được càng nhiều thông tin càng tốt vật phẩm ký linh ngươi cũng biết chỉ có những tử tù mới cần bị còng tay ngươi xác thực là tử tù ngươi cũng có thể cao giọng hô to ta bị oan đại khái sẽ đổi được một trận cười nhạo trở lại với còng tay trên người của ngươi nó sẽ áp chế năng lực của ngươi chẳng qua sẽ không áp chế hoàn toàn hơn nữa một khi đeo nó lên liền không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với quản ngục thuận tiện báo cho ngươi nếu như người lựa chọn phương pháp thứ hai rời khỏi nhà tù này còng tay này là không thể cởi bỏ, trừ phi người trở lại tòa tháp, thoát ly nhà tù, nó liền sẽ không trói buộc ngươi. Bạch vụ đại khái đã hiểu, đây chính là một chiếc vòng tay có thể suy yếu thể lực của chính mình, hơn nữa một khi đeo lên, quảng ngục liền biến thành đơn vị vô địch. Rất phiền toái, hơn nữa chỉ có thể thông qua phương thức phóng thích vô tội giải thoát, nếu như lựa chọn vượt ngục chạy khỏi nơi này, phải một mực đeo. Bạch vụ cười thân mật với người bạn cùng phòng trông như con cốc đứng bằng hai chân, nhường một chút không gian được không? Ta là tỉnh ngủ, ngươi thì sao? Văn Thái, Văn Thái trông rất thành thật. Thật là một cái tên hay, rất thích hợp với cốc bạch vụ tán thưởng từ đáy lòng. Ta không phải là cốc. Ôi! Với tư cách là một người thành thật, đánh giá cao nhất mà y từng nhận được là người xứng đáng thổ lộ với lão nương sao. Sao ngươi không soi nước tiểu của mình xem bộ dáng của mình như thế nào? Ngươi xấu như vậy dựa vào cái gì để thích ta? cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đi xem mắt 7 lần, bởi vì ngoại hình đặc biệt và thu nhập thấp, y gần như không có mối quan hệ khác giới. Những lời cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga này, y đã nghe được hơn 7 lần, ngày tận thế đến, sau khi ra sức bảo vệ một cô gái nào đó, y nhận được một câu của cô gái, "Cút đi, ai cần ngươi bảo hộ, thật ghê tởm." Vì vậy y bi thương tới cực điểm, biến thành con cóc. Đương nhiên nó là không thích mũi, nếu có thịt thiên nga nướng nó sẽ vô cùng thích đây chính là bạn cùng phòng đầu tiên của mình sao khá lắm nghe rất đáng thương nhưng vì sao nó lại bị nhốt trong nhà tù này ánh mắt hầu như chỉ đề cập đến quá khứ nghèo khó và lý do tại sao nó trở thành một con cóc nhưng không có đề cập đến tội lỗi mà người này đã phạm phải nếu như nơi này có quản ngục tự nhiên cũng liền có quản ngục trưởng đã có quản ngục trưởng nơi này hẳn cũng có một bộ hệ thống tư pháp bạch vụ không có suy nghĩ nhiều hiện tại vừa mới đến nơi đây, hắn phải nghĩ biện pháp biết rõ ràng càng nhiều tình huống. Văn Thái có chút dữ tợn, nhưng vẫn nhường ra vị trí của mình, trên người nó toàn bộ đều là chất nhầy buồn nôn, trông rất trơn ướt, bạch vụ hơi che giấu sự buồn nôn của mình, cũng không có chạm vào Văn Thái. Văn Thái đã quen với điều này, nhưng vẫn có một sự mất mát không che giấu được trong cặp mắt to. Không chỉ không có nữ nhân thích nó, bởi vì quá xấu xí, kỳ thật nam nhân cũng đều xem nó như quái vật. Bạch Vũ không hề động vào cửa sắt mà Văn Thái đã liếm láp, chỉ nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt tập trung lên trần nhà. Ngươi đã tìm được một suy nghĩ không tệ, nhà tù thuộc đô to lớn này, tổng cộng có ba tầng, tầng trệt chính là phạm nhân tử hình, tầng hai là hình phạm muốn chết không xong, tầng ba là hình phạm gói hỗ trợ địa ngục. Đúng vậy, tử vong ở trong này là thoải mái nhất. Ít nhất người tầng hai là nghĩ như vậy, chúng hâm mộ những phạm nhân bị quản ngục trưởng hành hạ đến chết đó, Sợ hãi bị bác sĩ điên làm thí nghiệm, nhưng tầng 3 thảm hại hơn, cho dù bọn hắn đã chết, những linh hồn vẫn còn bị tra tấn. Đáng nhắc tới chính là, tầng 3 chỉ mới được thành lập cách đây không lâu. Lại là một tin tức nhỏ. Nhà tù có 3 tầng, chẳng lẽ là phân chia theo trình độ phạm tội. Người có tội nhẹ nhất bị giam giữ tại tầng trệt, nhưng dù vậy, điều chờ đợi chúng ta chỉ có thể là vượt ngục và tử vong. Phụ trách tầng trệt là quản ngục trưởng Tầng 2 thì là vị bác sĩ nào đó, ánh mắt nhắc đến là muốn chết không xong, chắc hẳn vị bác sĩ tầng 2 kia sẽ để cho phạm nhân cảm nhận được thống khổ cực đoan. Tầng 3, gói hỗ trợ địa ngục, linh hồn người chết xuống địa ngục sẽ luôn không đến mức người tầng 3, đến từ minh giới đó chứ. Chờ đã, quản ngục trưởng, bác sĩ, quan tòa. Bạch vụ bỗng nhiên nghĩ tới hai người. Đảo chủ hoàng tuyền đảo chân chính, quan tòa áo bào đen, là nửa ác đọa có thể dùng tiếng sáo điều khiển người ta, làm cho người ta cam tâm tình nguyện đi tìm cái chết. Cùng với bác sĩ tại Bệnh viện Tâm thần thành phố Bách Xuyên, mục tiêu mà quái nhân mặt nạ thứ nhất đã từng mang gian y mễ đi tìm kiếm. Sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ. Trong nội tâm của Bạch Vụ hiện lên rất nhiều ý niệm. Cuối cùng suy nghĩ của hắn trở lại trong phòng giam, hắn nhìn về hướng văn thái, Người đã tới nơi này bao lâu? Hai ngày, ộp, ta thật đói đói ác đọa các ngươi cũng sẽ đói sao tới nơi này sẽ đói không biết vì sao giọng nói của văn thái trầm lặng nghe thật sự là có chút suy yếu bạch vụ suy đoán đây là do quy tắc hoặc là còng tay sẽ khiến cho phạm nhân càng tiếp cận nhân loại vậy có nhà ăn không đi tới đây nếu như sẽ cảm nhận được đói khác như vậy chung quy sẽ phải sắp xếp ăn uống một chút đúng không có ộp thế nhưng sau khi ăn vẫn rất đói sau khi ăn vẫn rất đói là có ý tứ gì? Đồ ăn, sau khi ăn xong sẽ không còn nữa, ộp. Bạch vụ sửng sốt, chuyện này có phần tà môn. Hắn lại hỏi vài câu, ác đọa văn thái, trông có vẻ xấu xí và dữ tợn, trên thực tế tính khí cũng không tệ lắm, chỉ cần không nói nó là con cóc là được. Bạch vụ cơ bản hỏi cái gì, nó đáp cái đó, vừa đến nhà tù, có một người bạn cùng phòng hiền lành là sự tình tốt. Rất nhanh Bạch Vụ đã biết ý tứ mà Văn Thái muốn biểu đạt, uống nước ở đây xong vẫn chưa hết khát, ăn xong đồ ăn vẫn chưa cảm thấy no. Ban đêm đắp chăn bông nhưng vẫn thấy lạnh. Nói tóm lại, những thức ăn, nước uống và thậm chí cả quần áo chăn mình rõ ràng là tồn tại, nhưng phản phất như có một loại quy tắc nào đó, khiến cho chúng không thể phát huy tác dụng vốn có. Một nhà tù tràn ngập điểm đáng ngờ. Bạch Vụ cũng tiếp tục hỏi một số sự tình, về việc phải làm và nghỉ ngơi ở đây phân bố thế lực trong nhà tù cùng với văn thái làm thế nào đi tới đây nhưng văn thái không biết gì về những chuyện này nó cũng chỉ là mới đến nơi này không lâu đối với rất nhiều chuyện còn chưa có hiểu rõ về phần làm sao tới còn không đợi văn thái trả lời bạch vụ liền cảm nhận được khí tức của quản ngục sáu con mắt xuất hiện một lần nữa nhìn tổng thể nếu cởi bỏ bộ đồng phục hình thể to béo giống như là trung hút nhưng mặc đồng phục vào cầm dùi cui, cùng với sáu con mắt trên đầu, khiến cho đối phương trông càng thêm quỷ dị. Dùi cui gõ ở trên cửa sắt, phát ra tiếng vang ken ken ken. Âm thanh này vô cùng chói tai, thế nhưng không ai dám tỏ ý bất mãn với nó, thấp thoáng, bạch vụ mơ hồ nhìn thấy rất nhiều tù nhân đang nhìn mình chầm chầm qua cánh cổng sắt. Mục tiêu của ác đọa sáu mắt chính là Bạch Vũ. Ngươi, kẻ mới tới, đi cùng ta. Bạch Vũ gật gật đầu, rất phối hợp, đồng thời ánh mắt rơi vào trên người quản ngục với tư cách là một tài xế đã lái xe trong tình trạng nghiện rượu nhiều năm gã tuân thủ quy tắc khi lái xe thì phải uống rượu đã uống rượu thì phải lái xe đụng chết một nhà sáu miệng người nhưng bằng vào xã hội thượng lưu của cha ta vụ kiện lẽ ra rất đơn giản lại phải xét xử đến nửa năm cuối cùng gã bởi vì biểu hiện ác liệt trên tòa án liền ngay cả luật sư biện hộ cũng đều nói thẳng chưa bao giờ gặp con lợn ngu xuẩn như vậy vì vậy gã bị đưa đến nhà tù thục đô chẳng qua cho dù đến nhà tù gã cũng cho rằng uống một chút rượu thì có làm sao chứ những tên tạp chủng chết tiệt kia rõ ràng là chính bọn hắn cản ở trên đường đương nhiên gã cũng hơi tỉnh lại một chút nếu như mình có sáu con mắt có lẽ liền có thể ở trong lúc lái xe uống càng nhiều rượu thấy được chú thích bạch vụ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng văn thái xấu xí là một người thành thật nhưng gã quản ngục này thấy thế nào cũng không giống như là người thành thật. Ác nhân giết một nhà sáu miệng người không biết hối cải, ngay cả luật sư biện hộ cũng không gánh nổi, lại làm quản ngục. Mà Văn Thái, một con cóc thành thành thật thật muốn ăn thịt thiên Nga như lại trực tiếp bị phán tử hình. Bạch Vũ không khỏi nhíu mày, nhưng còn chưa xác định rõ, sau khi rời khỏi phòng giam 6 mét vuông, hắn bắt đầu đi theo gã quản ngục sáu mắt này đến một căn phòng nào đó. Trên đường đi, hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh, vượt ngục không phải là công việc trong một ngày, nhưng Bạch Vũ cũng không muốn trì hoãn quá lâu. Nhà tù này hơi giống với cấu trúc của một ký túc xá sinh viên, ở giữa có một không gian mở to lớn, dành cho các hoạt động nhóm, cùng với các phòng giam xung quanh. Có hai người trong mỗi phòng giam, về quy cách mà nói, cao cấp hơn rất nhiều so với ký túc xá truyền thống 12 người kia. Bởi vì nhà tù thuộc đô vốn là nhà tù dành cho những kẻ phạm trong tội đáng nhắc tới chính là bạch vụ phát hiện ra đại đa số người trong nhà tù đều tương đối suy yếu như văn thái nhưng cũng có một vài người trong tràn đầy năng lượng mà ánh mắt của những người này hầu hết đều rất dữ tợn sau khu vực trại giam có một lối đi thông với phòng trực của quản ngục trong phòng trực thường có ba quản ngục ở xung quanh phòng trực còn có một số căn phòng bạch vụ tạm thời không kịp quan sát mà ở ngay phía trên phòng trực thì là văn phòng của quản ngục trưởng Bạch Vũ bị sáu mắt dẫn tới một địa phương tương tự như phòng thẩm vấn. Trong phòng chỉ có một cái bàn, với một chiếc ghế đậu ở một bên và ba chiếc ghế đậu ở phía bên kia. Trên bàn có một tờ giấy trắng và một cây bút. Khi ánh mắt tập trung vào tờ giấy trắng, ánh mắt cho ra những hạng mục công việc cần chú ý kế tiếp, thư nhận tội, hiện giờ nhà tù thuộc đô không đồng nhất với trước kia, ngày tận thế đến, méo mó cũng không chỉ là quy tắc vật lý, mà còn có rất nhiều quy tắc khu vực do nhân loại đặt ra, ví dụ như nhà tù này sẽ bắt người trước lại nhận tội sau có nhìn thấy những con quái vật trong bộ đồng phục màu xanh này không tất cả đều tuân thủ nguyên tắc bổn quan xử án không cần chứng cớ bắt trước rồi lại nói tóm lại chính là bắt tại chỗ là được rồi sau khi đến nhà tù lại thực hiện thẩm vấn sau hãy để ta cho ngươi một đề nghị ông bạn già của ta tất nhiên chúng ta là những người thiện lương nhưng người đã phát hiện ra thiện lương sẽ không cần ngồi tù sao kiệt 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 ta quả thật cười thành nhân vật phản diện ở cái địa phương này người tốt nhất nên là đại nhân vật phản diện đã hiểu chưa đã hiểu bạch vụ hiện tại đã có thể xác định nhà tù này do ác nhân giam giữ người lương thiện là ngược lại cho nên nếu như nói đối với quản ngục chính mình cái gì cũng không có làm e rằng sẽ chỉ làm cho cuộc sống sau này trở nên càng thêm khổ sở được rồi vậy liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là ác nhân tội ác chồng chất. Sau khi được quản ngục thông báo, Bạch Vũ giả vờ giả việc cầm bút, bắt đầu bịa ra những việc ác mà mình đã gây ra từ khi còn nhỏ bằng những nét chữ đẹp để trên trang giấy trắng. Nhóm quản ngục từ miệt thị cùng treo với tốt ban đầu, thần sắc chậm rãi thay đổi, chúng đều là ác nhân chân chính, nhưng nhìn càng ngày càng nhiều tội danh trên giấy của Bạch Vũ, biểu tình cũng từ từ thay đổi. Phản phất như vào giờ khắc này, ở dưới bối cảnh ác nhân của Bạch Mổ, tất cả những kẻ này đều trở thành thánh nhân. Hơn vạn chữ lưu loát, được sắp xếp rải rác và dày đặc trên một tờ giấy trắng, nhóm quản ngục từ lúc ban đầu tập mãi thành thói quen, đến đằng sau kinh ngạc không thôi. Hồ sơ tội phạm của Bạch Vụ được ghi chép vô cùng rõ ràng và tường tận, bao gồm thời gian gây án, địa điểm gây án và quá trình phạm tội. Những kinh nghiệm này cũng không tồn tại, nhưng với tư cách là một người đã xem 100 vụ án phạm tội tại tầng dưới cùng, hắn có thể không hề có cảm giác không khỏe chuyển dời toàn bộ những tội ác đó lên trên người mình dù sao cũng chỉ là bịa ra thậm chí bạch vụ còn cảm thấy chưa đã ghiền nếu như chính mình muốn xây dựng hình ảnh một nhân vật phản diện vĩ đại vậy liền dứt khoát ghi vào một ít sự tình mà kẻ thống trị đã làm vì vậy bạch vụ lại tiếp tục tăng thêm một chút tội nghiệp ngoài những tội ác quy mô nhỏ ở tầng dưới cùng rất nhanh trong tay hắn cũng có một ít tội ác quy mô lớn bởi vì đã từng học phát họa với Yến Cửu một thời gian, cho nên tốc độ viết của Bạch Vũ rất nhanh, những chữ đó hiện ra từng dòng một, không bao lâu liền lấp đầy một trang giấy. Sau khi viết xong, Bạch Vũ còn có chút không vừa ý dừng lại. Nhóm quản ngục rốt cục cũng thở dài một hơi, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy một người viết tiền án lại giống như viết luận văn vậy. Cuối cùng cũng dừng lại, đây là có bao nhiêu tội trạng. Nếu những tội trạng này là thật, về mặt lý thuyết, người này sẽ không có khả năng bị nhà tù giam giữ. Đương nhiên, nhóm quản ngục cũng không quan tâm lắm, dù sao thì cũng có loại người trông rất hung ác, nhưng vẫn như cũ bị nhà tù giam giữ kia. Chỉ có tà ác thuần túy, trong nội tâm không còn bất kỳ thiện niệm nào mới có thể rời khỏi cái chỗ này. Ngay khi nhóm quản ngục chuẩn bị xem hồ sơ phạm tội, cho rằng mọi chuyện cuối cùng cũng đã kết thúc. Bạch vụ đột nhiên lật tờ giấy ra đằng sau, hắn kêu ta ha một tiếng, thần sắc có chút hưng phấn. Vẫn còn có mặt sao? Vào giờ khắc này toàn bộ quản ngục tại căn phòng này đều có chung ý nghĩ. Tên tiểu tử này đã xong hay chưa? Một người làm sao có thể phạm nhiều tội lỗi như vậy? Nếu như bạch vụ bị nhốt vào nhà tù, nói rõ trong nội tâm người này ít nhất là có thiện niệm, đương nhiên, coi như là tội phạm giết người hàng loạt, có lẽ cũng sẽ có thiện niệm đối với một ít người hoặc là sự vật kỳ quái. Chỉ là rất hiếm thấy người viết nhiều tội trạng như vậy, có thể nói bạch vụ tuyệt đối là vô tội ác chưa từng có tiền lệ. Mấy cả quản ngục không có một ai mà không phải là cặn bã, nhưng chúng cảm thấy dù có gộp toàn bộ quản ngục ở nhà tù thuộc đô lại, cũng đều kém hơn tội ác của bạch vụ. Cũng có quản ngục ở một bên quan sát, nhìn bạch vụ ghi chép hồ sơ phạm tội rành mạch tỉ mỉ, chúng tin chắc rằng tiền án của người này không phải tất cả đều là thật sự, nhưng ít nhất hai từ tác nhân, tuyệt đối là ủy quốc hắn. Bạch Vũ cũng không có ngừng. Hắn lựa chọn viết bằng kiểu chữ lớn hơn và nhanh chóng hoàn thành việc viết ở mặt sau. Nhóm Quản Ngục lại thở vào nhẹ nhõm, rồi lại nghe thấy Bạch Vũ nói thêm một tờ nữa. Sáu con mắt của ác đoạ sáu mắt đều là ánh mắt không thể tin được. Quản Ngục mọc ra sừng trâu bên cạnh phát ra tiếng bò rống ùng ục bò, với tư cách là quản ngục, nó lại cảm nhận được một ít sợ hãi đối với phạm nhân. Nơi này cũng không có cơ chế kiểm tra đo lường Cơ chế kiểm tra đo lường lớn nhất chính là bản thân nhà tù, bởi vì cũng từng có không ít phạm nhân tốt nghiệp từ nơi này. Một khi được phóng thích vô tội từ trong này, liền đại biểu cho người này đã hoàn toàn không có tim không có phổi, đã trở thành tà ác tuyệt đối. Bạch vụ không có tệ hại như vậy, nhưng độ dài tệ hại mà hắn thể hiện hoàn toàn là một cuốn tiểu thuyết theo kiểu tiểu sử. Kinh ngạc một lần, kinh ngạc hai lần, kinh ngạc ba lần, nhóm quản ngục phản phất như có một loại chuẩn bị nào đó, Quả nhiên, rất nhanh Bạch Vũ liền nói, thêm một tờ nữa. 15 phút. Thêm một tờ nữa. Thêm một tờ nữa. Thêm một tờ nữa. Đại khái cứ lặp đi lặp lại như vậy vài chục lần, Bạch Vũ cuối cùng cũng viết toàn bộ tội ác ở kiếp trước kiếp này, từ xưa đến nay, từ trên xuống dưới tòa tháp, toàn thân thoải mái. Nhìn đống hồ sơ chất đống bên bàn làm việc của mình, nhóm quản ngục đã có chút chết lặng, có chút mệt mỏi vì thẩm án dựa theo quy trình chúng phải xem xét tiền án của bạch vụ công việc này hiện tại quá trường rà, còng tay tuy áp chế một bộ phận năng lực của bạch vụ nhưng vẫn giữ lại không ít chuỗi sức mạnh khiến cho tay hắn còn nhanh hơn miệng giải thích hoàn hảo về ý nghĩa của việc hạ bút như thần thật quá tốn sức để đọc ra hàng chục bản thảo tội trạng với nét chữ dày đặc trên cả hai mặt cuối cùng quản một sáu mắt hỏi một câu người thực sự đã làm tất cả một mình Ta đã ghi tên đồng bọn chính của mình ở dòng 34 trang 7 và dòng 29 trang 8. Nếu người cần hồ sơ phạm tội của họ, hãy cho ta vài tờ giấy nữa. Không cần, không cần, không cần. Sáu mắt lắc đầu lia lịa. Bạch Vũ rất hài lòng đối với hiệu quả này, đương nhiên, hắn viết xuống nhiều tội ác không thuộc về mình như vậy, chỉ là bởi vì Bạch Vũ biết, hắn có lẽ sẽ không có cơ hội đến phòng thẩm vấn này lần thứ hai. Tại đây, Dựa vào phổ lôi nhãn có thể quan sát được một số thứ mà ở trong phòng giam không thể nhìn thấy được. Hắn viết xuống nhiều tội ác như vậy, chỉ là để trì hoãn thời gian, để bản thân quan sát cẩn thận và lâu nhất có thể. Quần áo của Quảng Ngục, trang thiết bị của Quảng Ngục, có camera ở các cốc phòng thẩm vấn hay không? Trong tin tức ngoài cửa sổ mà phổ lôi nhãn cho ra liệu có ẩn chứa một con đường chạy trốn nào đó hay không? Cùng với nhà tù này liệu có địa điểm gửi đồ đặt nào hay không? Đây đều là những điều bạch vụ cần quan sát kỹ. Tin tức mà phổ lôi nhãn cho ra có đôi khi rất nhiều, có đôi khi rất ít, có đôi khi rất thiên vị, nhưng vào thời khắc mấu chốt, sẽ luôn không có như xe bị tụt xích. Bạch vụ đang nghe truyện trên TV audio CV muốn thu được càng nhiều tin tức càng tốt. Nhóm quản ngục không biết tâm tư của bạch vụ, chúng chỉ cảm thấy thời gian có hơi lâu, muốn chống chấm dứt buổi trần thuật tội trạng này. Ngươi đã biết tội chưa? Biết được lý giải như thế nào? nếu như nói biết có nghĩa là thú nhận tội lỗi ta thừa nhận nếu như nói biết có nghĩa là hiểu tội lỗi và hiểu sâu sắc tội lỗi ta không nghĩ mình đã làm đủ tốt ta hy vọng nhà tù có thể lại cho ta một cái cơ hội thả ta ra ngoài ta nhất định sẽ thay đổi triệt để cố gắng làm ác ta sẽ dành cả cuộc đời mình không kém hơn bất cứ người nào quá tà ác người này chắc chắn có thể được trắng án dưới ảnh hưởng của nhà tù vào giờ khắc này toàn bộ quản ngục đều cho rằng tên tiểu tử này tuyệt đối là một nhân tài một nhân tài hoàn toàn khác với đám cá ướp muối bọn chúng động cơ phạm tội của ngươi là gì ngươi đang trêu chọc ta phạm tội còn cần có động cơ đây không phải là để giải trí hay sao muốn làm lúc nào thì làm khục khục được rồi ra vậy bạch vụ luôn tin rằng tà ác có dục vọng là có thể ngăn cản đó là tà ác không thuần túy mà tà ác không có bất kỳ dục vọng nào thuần túy là phát ra từ bản năng cảm thấy tà ác thú vị là tà ác thuần túy là không thể ngăn cản đương nhiên người sau rất khó nhìn thấy hoặc là nói chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết bởi vì bất cứ chuyện gì cũng có thể tìm được căn nguyên chẳng qua bạch vụ tin tưởng nhóm quản ngục này sẽ không suy nghĩ sâu xa như vậy hắn cũng cư xử rất cốt với nhà tù như thể tất cả những người anh em ở đây đều là nhân tài ăn nói dễ thương và rất thích họ cuối cùng Quy trình bỏ tù của Bạch Vũ cũng hoàn thành, dựa theo truyền thống độc đáo của nhà tù thục đô, chính là quản ngục lấy lời khai tội trạng của Bạch Vũ và đưa Bạch Vũ trở về phòng giam. Cử động này cũng là để các tội nhân trong tù biết rõ lai lịch của người này. Chẳng qua trước kia mỗi người đều là một tờ giấy trắng, trừ phi viết đầy tờ giấy, bằng không thì cũng không biết đối phương đã phạm bao nhiêu tội ác. Nhưng Bạch Vũ thì khác với tất cả những kẻ này. Vào thời điểm hắn trở lại phòng giam, hắn đã trở thành nam nhân đẹp trai nhất nhà tù này, phản phất như mang theo thánh quan. Nhìn quản ngục sáu mắt và quản ngục sừng trâu cầm trên tay một đống lớn lời khai tội trạng, những gã tội phạm trong từng phòng giam đều áp mặt vào cửa, muốn quan sát bạch vụ ở khoảng cách gần. Từ trước đến nay chưa có ai thấy cần hai quản ngục dùng hai tay ôm mới có thể ôm hết lời khai tội trạng, đây đến cùng là có bao nhiêu tội ác. Bạch vụ thì sao? Thể hiện ra biểu tình hồn nhiên không biết, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh một cách thân thiện. Trong bộ dạng này thật sự rất thân thiện, dù sao thì theo quan điểm của Bạch Vụ, nếu như suy đoán của hắn là chính xác, như vậy những người này liền đều là người lương thiện. Chỉ là sau khi nhìn thấy hàng tá tội ác không thể tả sau lưng của Bạch Vụ, bọn hắn đột nhiên cảm thấy sự thân thiện của Bạch Vụ có chút biến vị. Bạch Vụ phát hiện ra, trong những người này có người hoảng hốt, có người trầm mặt, còn có người phẫn nộ, cũng có một bộ phận mang theo sùng bái những người sùng bái dường như có tinh thần rất tốt mà những người khác thì hơn phân nửa giống như văn thái vậy bởi vì đói bụng mà có chút suy yếu những chỗ này trông rất khả nghi nhưng hiện tại bạch vụ cũng chỉ có thể chậm rãi thăm dò trong phòng giam một lần nữa trở lại phòng giam nhìn nhóm quản ngục ném lời khai tội trạng lên trên giường của bạch vụ văn thái sợ tới mức không ngừng ột ột mặc dù quản ngục đã rời đi nó cũng là co rúng lại ở trong góc nói ngươi không được qua đây Bạch Vũ biết, chính mình đã triệt để trở thành đại ác nhân trong toàn bộ nhà tù. Chẳng qua chính mình nếu như chưa được trả tự do, có thể thấy nhà tù là có một loại cơ chế kiểm tra đo lường tội ác trong nội tâm nào đó. Cũng không phải mình trở thành ác nhân trong nhận thức của mọi người, nhà tù sẽ thả cho chính mình rời đi. Những ánh mắt cũng đề cập tới phóng thích vô tội, Bạch Vũ suy nghĩ một chút, chính mình còn phải biết rõ cơ chế của nhà tù. Hắn nhìn cấu trúc xung quanh phòng giam của mình, có một nhà vệ sinh hai chiếc giường và tấm đệm màu đen xám những thứ khác không có cả căn phòng chật chội và tù túng liền hỏi ngươi không cần phải sợ ta tuy không phải là người tốt lành gì nhưng ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi chủ yếu là người không có giá trị bị ta tổn thương lúc trước chúng ta có một cuộc hỏi đáp rất vui vẻ hiện tại ta vẫn còn có một số vấn đề muốn hỏi ta hỏi ngươi đáp giữa chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì ok chứ bạch vụ Văn Thái sợ tới mức không ngừng ộc ộc. Mặc dù quản ngục đã rời đi, nó cũng là co rúng lại ở trong góc nói, ngươi không được qua đây. ộc. Bạch Vũ biết, chính mình đã triệt để trở thành đại ác nhân trong toàn bộ nhà tù. Chẳng qua chính mình nếu như chưa được trả tự do, có thể thấy nhà tù là có một loại cơ chế kiểm tra đo lường, tội ác trong nội tâm nào đó. Cũng không phải mình trở thành ác nhân trong nhận thức của mọi người, nhà tù sẽ thả cho chính mình rời đi những ánh mắt cũng đề cập tới phóng thích vô tội bạch vụ suy nghĩ một chút chính mình còn phải biết rõ cơ chế của nhà tù hắn nhìn cấu trúc xung quanh phòng gian của mình có một nhà vệ sinh hai chiếc giường và tấm đệm màu đen xám những thứ khác không có cả căn phòng chật chội và tù túng liền hỏi ngươi không cần phải sợ ta tuy không phải là người tốt lành gì nhưng ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi chủ yếu là người không có giá trị bị ta tổn thương lúc trước chúng ta có một cuộc hỏi đáp rất vui vẻ hiện tại ta vẫn còn có một số vấn đề muốn hỏi, ta hỏi, ngươi đáp, giữa chúng ta cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì, ok chứ? Văn Thái gật gật đầu. Chúng ta sẽ ở trong phòng gian bao lâu? Ngoại trừ 7 tiếng làm công việc ngoại vi, cũng sẽ đợi ở chỗ này, Ốc bạch vụ gật gật đầu, điều này có nghĩa là phần lớn thời gian đều ở trong tù. Công việc ngoại vi là cái gì? Sân ngoài nhà tù cần trồng trọt, nhổ cỏ, tu bổ tường cao, cũng như giặt quần áo cho nhóm quản ngục, quét dọn khu bệnh viện. Cùng với quét dọn các căn phòng trống khác, ộp, tóm lại là có rất nhiều việc phải làm, rất mệt, ộp ộp, văn thái trông có chút suy yếu, chính là loại đói và buồn ngủ kia. Cũng giống như rất nhiều việc vặt trong các nhà tù khác, thế nhưng sau 700 năm, việc sửa chữa tường cao, trồng trọt và làm cỏ này lẽ ra không còn nữa mới đúng. Mặt đất sẽ luôn được phục hồi vào ngày hôm sau, cỏ dại sẽ luôn mọc vào ngày hôm sau, và bức tường cao của sân ngoài sẽ luôn bị phá vỡ ở một vị trí cố định vào ngày hôm sau. Ồ, dường như mọi thứ sẽ luôn phục hồi, bất kể có cố gắng như thế nào. Bạch vụ đại khái đã hiểu, quy tắc khiến cho khu vực này giống như bộ dáng 700 năm trước, hắn cũng nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt. Vị trí cố định của trường ngoài sân sẽ bị phá vỡ. Đây có thể là điểm mấu chốt để vượt ngục. Ai đang làm công việc sửa chữa tường cao? Công việc của mọi người đều là cố định, rất ít khi phát sinh thay đổi, công việc của ngươi sẽ được quản ngục thông báo vào ngày mai. Nếu muốn vượt ngục thì phải tính xem tường cao phục hồi lại vào lúc nào, đương nhiên, làm như thế nào từ trong khu vực phòng giam chuyển dời đến khu vực tường cao sân ngoài cũng cần phải có thời gian suy nghĩ. Bạch Vũ cảm thấy rằng hắn không thể làm điều này một mình và hắn cần một số đồng bọn. May mắn thay, việc Bạch Vũ bị cầm tù ngày hôm nay đã để lại hình ảnh một ác nhân không thể phai mờ trong lòng nhiều người mà loại hình tượng ác nhân này khiến cho hắn rất dễ dàng thu hút những ác nhân khác còn bao lâu nữa thì cửa phòng giam mở ra buổi sáng không biết thời gian cụ thể cửa phòng giam mở ra chỉ cần không phải là thời gian làm việc ngoài sân nghĩa là các ngươi đều hoạt động tại khu vực phòng giam có thể ghé qua phòng giam khác chơi không văn thái cảm thấy câu hỏi của bạch vụ hơi quá chi tiết nhưng vẫn gật đầu nói đúng vậy không nên trêu chọc những được rồi người vui vẻ là được rồi Ốc cốc vốn muốn cho Bạch Vũ một ít lời khuyên, không nên đi loạn tại khu vực phòng giam trong thời gian hoạt động tự do, bởi vì điều này sẽ thu hút sự chú ý của một số phạm nhân hung ác, rất có thể sẽ bị liên lụy vào bên trong hai cổ thế lực. Nhưng nó nghĩ lại, tỉnh ngủ mới là kẻ tà ác nhất, liền cảm thấy mình đây là đang vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tuy Văn Thái cũng không có nói quá nhiều về bản thân, chẳng qua một hỏi một đáp, Bạch Vũ vẫn là cảm nhận được, Văn Thái rất nhát gan, là một người thành thật chính cống, vì vậy liền hỏi, ngươi đã viết gì trên giấy thú tội của mình vào ngày người vào tù? ộc ta không có phạm tội, ta không có phạm tội, ta chỉ là nhìn lén người khác. Văn Thái không có tiếp tục nói hết câu, mà là xấu hổ cúi đầu cóc. Bạch Vũ cảm thấy có chút buồn cười, chắc là đối phương không có quan hệ với người khác giới, khao khát người khác giới, cho nên đã làm một ít sự tình nhát gan và hèn mọn bị ổi. Đây thật sự là phạm tội, nhưng bị phán tử hình thì quả thực quá mức ta rất mệt mỏi. Ồ, ta rất muốn ngủ, ngươi sẽ không đánh ta chứ. Bạch Vũ nói, ngươi đã từng bị đánh. Ồ, quản ngục, còn có quái vật trong phòng giam số 13, bắt nạt ta. Yên tâm đi, ngày mai chúng sẽ không bắt nạt ngươi, ta cũng sẽ không đánh người, nếu người đã mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi đi, văn thái có chút không dám tin tưởng. Bạch Vũ kỳ thật cũng không có ý định đóng vai kẻ xấu xa, bởi vì hắn thực sự không thể hung ác với người lương thiện, Hắn nhất định phải tìm được mục tiêu thích hợp để làm việc ác. Hắn ở giường tầng trên, Văn Thái ở giường tầng dưới. Bởi vì Văn Thái thực sự đói và buồn ngủ nên nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Bạch Vũ suy nghĩ về sự tình nhà tù này, cũng không có lập tức chìm vào giấc ngủ, vì vậy rất nhanh hắn liền nghe được Văn Thái nói mớ. "Ta đói quá, buồn ngủ quá, ục ta muốn ngủ, ục Bạch Vũ nhíu mày. "Văn Thái?" Không có trả lời. Văn Thái ngủ rồi thế nhưng lời nói mớ lại sẽ thỉnh thoảng vang lên. Bạch Vũ cảm thấy rất kỳ quái, hắn biết người đói bụng trong mơ, sẽ mơ tới ăn gì đó, những người hô buồn ngủ ở trong mơ, lại chưa từng gặp qua. Hắn lờ mờ cảm nhận được điều gì đó, liền nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sau giấc ngủ này, Bạch Vũ cuối cùng cũng biết được một quy tắc khác của nhà tù bí mật phóng thích vô tội. Trong giấc mơ gần như cầu khẩn của Văn Thái, Bạch Vũ cũng chìm vào giấc ngủ. Cảnh trong mơ vẫn là ở đâu đó trong nhà tù thuộc đô, Bạch Vũ đang ngồi ở ghế dưới một sân khấu nào đó, xung quanh không có ai. Ghế ngồi có chút giống những chiếc ghế dài bằng gỗ rám nắng trong những buổi cầu nguyện trong nhà thờ. Trên sân khấu cũng có một chiếc ghế, có một người ngồi trên ghế, người này đội mũ trùng đầu, cho nên không có thấy rõ bộ dáng. Bạch Vũ nhận ra chiếc ghế kia, đó cũng không phải là một chiếc ghế bình thường, mà là một chiếc ghế điện dùng để hành hình. Ở bên kia ghế điện, là một người đàn ông trung niên mặc đồng phục quản ngục màu xanh lam, tay cầm vi ô lông để râu cá trê, đeo một cặp kính gọng vàng, tạo ra cho người đàn ông này một khí chất khá lịch lãm. Bạch vụ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, vị râu cá trê này liền bắt đầu diễn tấu vi ô lông. Giai điệu âm nhạc rất không phù hợp với chất âm thanh độc đáo của vi ô lông, nghe có vẻ hơi ghê sợ. Nhưng không thể nói là khó chịu, giống như là một món ăn kèm lạ miệng. Nếu như nhất định phải hình dung, đại khái chính là để sốt lên kem vani, chẳng qua thông qua kỹ năng chơi vi ô lông tuyệt vời của râu cá trê, khiến cho tất cả những điều này không quá mâu thuẫn. Sau khi biểu diễn xong giai điệu, Bạch Vũ tin rằng bài hát không có vấn đề gì, trong mắt râu cá trê, Bạch Vũ cũng đã biết tin tức của đối phương. Ở trong một hoàn cảnh như vậy, rất khó để phân tích người này, dù sao đây cũng không phải là bản thể của gã, Người có thể lý giải là gã chỉ là một con quái vật trong giấc mơ của ngươi, nhưng người sở dĩ mơ tới gã, là vì lực lượng của gã lan tràn tới trong nhà tù. Năng lực dị biến hoàng mỹ, bóng đè. Nói một cách đơn giản, năng lực này sẽ khiến cho người làm ra một loại lựa chọn nào đó ở trong mộng, để cho một người sống hay là chết. Nếu như người lựa chọn để cho người này chết, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến phán đoán của người về nhiều sinh mệnh trong trí nhớ của ngươi. Nếu như người lựa chọn sai, hãy nhớ rằng lựa chọn này sẽ có một số tác động xấu đến người, mang tính vĩnh cửu. Chẳng qua người thật giống như cũng không cần phải lo lắng gì cả, bởi vì bản chất của bóng đè, cũng giống như tiếng ca hải yêu vậy, là thôi miên. Nếu là thôi miên, sẽ rất khó có hiệu lực đối với bạch vụ, cho dù là năng lực dị biến hoàng mỹ cũng vậy. Chào buổi tối, tỉnh ngũ tiên sinh, râu cá trê tỏ ra rất lịch sự đối với bạch vụ. Ta nghe Quảng Ngục nói, tân vương tội phạm đã xuất hiện, thứ lỗi cho ta vì chỉ có thể ở trong mộng cảnh của ngài, dùng loại phương thức này để chào mừng ngài. Bạch Vũ cười cười, quả nhiên là thôi miên. Có lẽ đối phương xác thực bởi vì mộng cảnh cảm giác được một bộ phận ký ức của chính mình, những bộ phận ký ức này rất có hạn. Thế cho nên râu cá trẻ ngay cả tên thật của mình cũng không biết. Nếu người đã biết ta là Tỉnh Ngủ, cũng nên báo tên của mình chứ. Kiến thức cơ bản đi với bộ mặt áo cà sa đi với ma mặt áo giấy Bạch Vũ vẫn rất vững chắc, đối phương chưa hẳn biết Tỉnh Ngủ là ai, cho nên Bạch Vũ biểu hiện cuồng vọng giống như Tỉnh Ngủ duỗi chân lên bắt chéo, nhìn râu cá trê. Ta đã quên tên nhân loại của ta từ lâu, ngài có thể gọi ta là Linh mục. Linh mục. Đúng vậy, ngài có rất nhiều phẩm chất vĩ đại, người có thể làm ra nhiều cử động mỹ lệ như vậy, tất nhiên là một tồn tại tiếp cận thánh nhân. Nhưng ngài còn chưa đủ hoàn mỹ, sự hiện hữu của ta chính là giúp ngài đạt tới hoàn mỹ, để cho nội tâm của ngài không còn thương cảm đối với thế gian vạn vật, để cho ngài có thể rời khỏi nhà tù này linh mục lắng nghe lời sám hối của mọi người truyền đạt sự tha thứ và khoan dung cho người sám hối nếu như bác sĩ làm cho người ta thống khổ quản ngục trưởng sẽ xử tử hình người tốt toàn bộ quản ngục phạm vào tội nghiệp ngập trời toàn bộ nhà tù đều đi ngược lại như vậy linh mục cũng có thể sẽ ngược lại trong nội tâm của ngài vẫn còn có hạt giống tội ác ta sẽ trợ giúp ngài tiêu trừ hạt giống tội ác từng chút một linh mục tỏ ra rất thành thẩn bạch vụ nói ta chẳng lẽ không phải là một người tội ác ngập trời sao? Cái gì gọi là hạt giống tội ác, tội ác ta phạm phải, đã sớm mọc rễ nảy mầm, phát triển thành cây cao chót vót rồi chứ? Nếu quả thật có người có thể giống như Bạch Vụ, hành vi phạm tội đủ để viết xuống mấy vạn chữ, Bạch Vụ cho rằng đó không gọi là hạt giống tội ác, mà được gọi là đại thụ tội ác. Quả nhiên, Linh Mục rất nhanh liền phản bác, đó làm sao có thể gọi là tội ác? Thế giới này có quá nhiều quy tắc buồn cười, làm cho người ta ngày càng cách xa chân lý chỉ có nhà tù này là không có bị những quy tắc méo mó kia bao phủ ở trong nhà tù này có chân lý thế gian vài ngày trước yến triêu đã từng nói lời tương tự trong nhà tù này có chân lý thế gian tà ác khiến người ta trở nên cường đại thiện lương khiến người ta nhỏ yếu nhưng hết lần này tới lần khác những ác nhân kia sẽ để cho mọi người làm việc thiện là vì cái gì đương nhiên là vì để cho bọn hắn dễ làm việc ác hơn Thế giới này vốn là cường giả chi phối kẻ yếu, mạnh mẽ chính là chính nghĩa tuyệt đối, linh hồn không có bất kỳ thiện niệm nào, mới là thuần túy nhất thế gian, coi như là nhà tù này cũng không giữ được. Linh mục có chút kích động bệnh hoạn, như thể truyền đạt nhận thức méo mó của mình cho người khác, sẽ có khoái cảm không hiểu, gã vuốt râu cá trê của chính mình, lộ ra vẻ mặt say mê nói, cho nên cái gọi là thiện lương, mới thật sự là tà ác, cái gọi là tà ác, mới thật sự là thiện lương. Mà công việc của ta, chính là là giúp mọi người gột rửa tội ác trong tâm hồn, khiến cho bọn họ đạt tới bờ thiện lương, sau đó rời khỏi nhà tù này, phóng thích vô tội, phóng thích vô tội, hóa ra là như thế. Chỉ cần trong nội tâm không còn có bất kỳ ràng buộc nào, đối với bất kỳ người nào cũng đều không có cảm tình, có thể làm được vứt bỏ, đùa bỡn, chà đạp một cách tùy ý, mới được xem như là vô tội chân chính, bởi vì ở trong nhà tù này, tội chính là trong nội tâm vẫn còn lòng nhân ái và tình yêu thương một nơi méo mó như thế này cũng chỉ là khu vực màu đỏ không có trở thành khu vực màu đen bạch vụ cũng đều cảm thấy bất khả tư nghị giờ là lúc ngài đưa ra lựa chọn nào hãy nói đi chỉ cần ngừa bảo ta xử tử người này ta sẽ giúp ngài giết chết người này đây chỉ là một giấc mơ trong hiện thực người này đương nhiên sẽ không thật sự chết đi nhưng ngài lại sẽ trở nên càng hoàn mỹ bạch vụ đã hiểu ghế điện vốn là dùng để xử tử phạm nhân tử hình nếu như nói quản ngục trưởng chính là hủy diệt thân thể như vậy linh mục chính là hủy diệt linh hồn gã nhìn như đang khiến những người thoát khỏi tử vong có thể rời khỏi nhà tù nhưng trên thực tế sẽ giết thiện niệm của những người đó như vậy người đó sẽ còn là bản thân người đó sao đây là ai đội mũ trùng đầu ta không nhận ra chuyện này dễ thôi dù sao ta vốn cũng là muốn cho ngài biết người chết đi chính là ai linh mục cởi bỏ mũ trùng đầu Bóng đè sẽ ngẫu nhiên từ trong ý thức của Bạch Vũ chọn một người Bạch Vũ đã từng gặp. Điều Bạch Vũ cần làm chính là giết chết người này, những ánh mắt đã cho cảnh cáo, một khi làm ra lựa chọn sai, tính cách của mình sẽ phát sinh biến hóa không thể nghịch chuyển. Cán cân thiện và ác sẽ nghiêng dần từng chút một. Người này là một vị y tá. Bạch Vũ còn nhớ rõ y tá này, gả cho một nam nhân trung niên có tiền, nhưng bởi vì ở trong thị trấn nhỏ, gặp được Bạch Viễn Cảm thấy con người nên Hoàng Mỹ giống như Bạch Viễn, nàng bắt đầu chán ghét chồng của mình, cho rằng chồng chỉ là có tiền, xấu xí không chịu nổi, tất cả mọi chuyện trong nhà đều là nàng làm, lại không để ý đến bản thân sự giàu có là nền tảng lớn nhất để đảm bảo chất lượng cuộc sống trong thời đại đó. Khi còn trẻ, nàng đã từ chối rất nhiều người trong giai đoạn phấn đấu và chọn một người đàn ông trung niên, nhưng bởi vì gặp được Bạch Viễn, trong nội tâm lại có vật gì đó nảy mầm. Đương nhiên Bạch Viễn chưa bao giờ có hứng thú với vị y tá này, chỉ duy trì sự vui vẻ hòa thuận của những người hàng xóm bình thường, cũng hoàn toàn chưa từng có ý nghĩ làm lão vương, những vật kia ở trong ý nghĩ của Bạch Viễn chính là những trò tiêu khiển cấp thấp. Cũng bởi vì như vậy, vị y tá này lúc nhìn thấy mình sẽ luôn nói, "Ngươi thật may mắn khi có một người cha như vậy, người nên cảm thấy đủ." Nhưng Bạch Vũ không hạnh phúc, hắn chán ghét những người trực tiếp đưa ra kết luận về một điều gì đó mà không đi sâu tìm hiểu này. Đối với vị y tá này, Bạch Vụ là chán ghét. Nhưng cho dù là ở trong ý thức của mình, Bạch Vụ cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn giết nàng. Đổi một người khác đi. Thật sự không có tính khiêu chiến cô, đây là một yêu cầu hợp lý, nhưng nếu như không có tính khiêu chiến, chúng ta vì sao lại không giết nàng? Hay là do ngài không dám? Ánh mắt của Linh Mục mang theo mê hoặc. Bạch Vụ cảm thấy trí nhớ của mình nổi lên rất nhiều biến hóa, phản phất như trong chớp mắt, chính mình lại trở về thị trấn nhỏ, lại thấy được y tá lộ ra vẻ mặt lấy lòng đối với lão Bạch, sau đó nói đối với chính mình, thực sự hâm mộ ngươi đấy Bạch Vụ. Cùng lúc đó, phản phất như còn có thanh âm đang mê hoặc Bạch Vụ, bọn họ đều đáng chết không phải sao. Đám người kia rõ ràng cái gì cũng không biết, lại nói rằng người rất hạnh phúc. Bọn họ mỗi người đều rất dối trá cùng với ngu muội vì sở thích của mình, không chú ý đến cảm thụ của người khác chút nào, những người này đều đáng chết thôi miên. Thủ đoạn rất không tệ, làm cho người ta bản năng nhớ lại sự chán ghét đối với một người. Tạo ra một số lời nói xấu trong trí nhớ vì những cảm xúc tiêu cực và sau đó hướng dẫn mọi người đưa ra lựa chọn. Thế nhưng Bạch Vũ không có làm như vậy, hắn lộ ra nụ cười nói, năng lực của ngươi có thể làm cho tạ gia tăng dục vọng giết người, nhưng ngươi có biết giết chóc đối với ta có ý nghĩa gì không? Có ý nghĩa gì? trong nội tâm linh mục có chút kỳ quái sự mê hoặc của mình lại hoàn toàn không có hiệu quả là là một trò chơi nếu ta muốn chơi trò này hôm nay ta sẽ chơi trò này nếu ta muốn chơi trò đó vào ngày mai ta sẽ chơi trò đó nhưng bất kể thế nào đó là lựa chọn của ta linh mục nói nhưng nếu như ta có thể triệu hồi ra nàng nói rõ trên người nàng có liên quan với một ít thiện niệm của ngài giết chết nàng sẽ khiến cho ngài trở nên càng hoàn mỹ. Y tá, kỳ thật là một nhân vật đại diện của tất cả những người thích Bạch Viễn khi Bạch Vũ còn nhỏ. Hắn chán ghét những người này, rõ ràng Bạch Viễn là một tên khốn, ác ma, nhưng những người này lại luôn sẵn sàng tin vào những gì họ nhìn thấy. Thế nhưng sau này Bạch Vũ cũng không ghét họ nữa, bởi vì hắn đã học cách tha thứ và thấu hiểu. Nếu như giết chết y tá, nhân tính của Bạch Vũ sẽ mất đi bao dung, nhẫn nại đối với người khác hắn đương nhiên là sẽ không làm như vậy ở dưới sự nhắc nhở của phổ lôi nhãn cùng với năng lực chống cự cường đại đối với thôi miên của bản thân hắn căn bản sẽ không thể nào trúng chiêu ta nói rồi đổi một người khác được rồi được rồi như vậy hãy để cho chúng ta nhìn xem còn có người nào có thể bị ngài giết chết linh mục cảm thấy rất kỳ quái bậc thầy tội phạm như tỉnh ngủ vì sao trong nội tâm sẽ có nhiều mục tiêu có thể giết chết như vậy người này không giống như là một ác nhân càng giống như là một người khá hiền lành nhưng kỳ quái là cảm giác mà tỉnh ngủ tạo ra cho gã đích thực là một ác ma biến thái một làn sương mù màu đỏ kỳ lạ bao phủ chiếc ghế điện đợi cho sương mù tản đi bạch vụ gặp được một người khác lầm vô nhu khá lắm lại biến thành người tòa tháp thanh âm mê hoặc của bạch vụ lại xuất hiện nam nhân ngu xuẩn này dung mạo giống như nữ nhân vậy thực lực rõ ràng rất yếu lại vẫn luôn thích nhục mạ người khác, trong tòa tháp tại sao lại tồn tại phế vật như vậy? Giết y đi, y trong hiện thực cũng sẽ không chết. Phế vật là không xứng xuất hiện ở trong thế giới nội tâm của ngươi. Đổi một người khác, biểu tình của Bạch Vũ không có loại bực tức kia, vào thời điểm Lâm Vô Nhu vừa mới bắt đầu đi đến bệnh viện tâm thần, biểu hiện đích xác không được mọi người ưa thích, nhưng sau khi ở chung một thời gian, Bạch Vũ vẫn cảm thấy Lâm Vô Nhu là một đồng đội đáng tin cậy. Mặc dù tốc độ phát triển của mình cùng với phó đoàn trưởng chính là quá nhanh, thế cho nên bọn người lâm vô nhu vương thế đã không đuổi kịp. Nhưng những người này đại diện cho sự thuần khiết trong tâm hồn của mình đối với cấp dưới và bạn bè của mình, bạn bè nhỏ yếu, liền không xứng đáng trở thành bạn bè của ngươi sao. Bạch Vũ không chấp nhận quan điểm như vậy. Sự nghi ngờ trong nội tâm linh mục càng tăng thêm, người tiếp theo ngồi trên ghế điện trở thành yến cửu. Không thể ra ngoài tháp, bị gia tộc chán ghét, khao khát tình cảm của người khác căn bản không có nhận thức rõ ràng đối với xung quanh tồn tại đáng thương như thế lại vẫn còn muốn sống nàng thậm chí không thể biểu đạt ra sự vui mừng của chính mình không đợi đoạn thanh âm kia nói xong ngữ khí của bạch vụ liền không còn kiên nhẫn kế tiếp tại sao lại kế tiếp tỉnh ngủ đại nhân chẳng lẽ ngài không biết là trên người ngài có rất nhiều nhược điểm nhân tính sao ngài có tội ngài cần được tin lọc xem ra chỉ cần ta không đồng ý giết chết nàng ngươi liền không thể ra tay ngươi khao khát ta giết chết nàng như thế chắc hẳn là ta làm như vậy ngoại trừ sẽ xóa đi một phần nhân tính của ta cũng sẽ có chỗ tăng thêm đối với ngươi bóng đè đích xác là như vậy xóa đi nhân tính của đối phương chính mình sẽ có thể đạt được lực lượng linh mục á khẩu không trả lời được ta không muốn đợi ở chỗ này người đi đi bạch vụ không biết yến cửu đại biểu cho cái gì nhưng yến cửu không thể bị giết chết Hắn biết rõ điểm này, bất kể là ở nơi nào. Linh Mục đương nhiên không muốn buông tha, cả cảm giác được tinh thần lực vô cùng khổng lồ của Bạch Vụ, gã muốn đạt được một phần lực lượng. Vì vậy một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười, Linh Mục nói, như ngài mong muốn, kế tiếp sương mù màu đỏ bao phủ ghế điện một lần nữa, đợi cho thân ảnh bên trong ghế điện xuất hiện, Bạch Vụ nói thẳng, kế tiếp ngươi. Đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Linh Mục không nhịn được, Bạch vụ nhìn phó đoàn trưởng ngồi trên ghế điện, lần này dứt khoát để cho cổ thanh âm này không kịp mê hoặc trực tiếp tự tuyệt. Đều là bản thân của chính mình, chỉ có thể trách vận khí của Linh Mục không tốt. Chẳng qua hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình có thể dựa vào lực ý chí để tự tuyệt, không bị mê hoặc và thôi miên ảnh hưởng. Nhưng văn thái thì sao? Những người khác trong nhà tù thì sao? Có phải hay không là thức dậy vào ngày hôm sau, một phần của thiện lương trong toàn bộ nhà tù sẽ biến mất? và một phần của sự xấu xa sẽ tăng lên linh mục đương nhiên không muốn buông tha cả cảm giác được tinh thần lực vô cùng khổng lồ của bạch vụ gã muốn đạt được một phần lực lượng vì vậy một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười linh mục nói như ngài mong muốn kế tiếp sương mù màu đỏ bao phủ ghế điện một lần nữa đợi cho thân ảnh bên trong ghế điện xuất hiện bạch vụ nói thẳng kế tiếp ngươi đúng là không biết phân biệt tốt xấu linh mục không nhịn được Bạch vụ nhìn phó đoàn trưởng ngồi trên ghế điện, lần này dứt khoát để cho cổ thanh âm này không kịp mê hoặc trực tiếp tự tuyệt. Đều là bản thân của chính mình, chỉ có thể trách vận khí của Linh Mục không tốt. Chẳng qua hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình có thể dựa vào lực ý chí để tự tuyệt, không bị mê hoặc và thôi miên ảnh hưởng. Nhưng văn thái thì sao? Những người khác trong nhà tù thì sao? Có phải hay không là thức dậy vào ngày hôm sau, một phần của thiện lương trong toàn bộ nhà tù sẽ biến mất? và một phần của sự xấu xa sẽ tăng lên ngày hôm nay nhất định phải giết một người nhất định phải giết một người ta không thích thì sao ngươi có thể làm khó dễ được ta nếu như ngươi không để cho ta ác lớn hơn thiện lương như vậy ngươi ở trong nhà tù này ngủ sẽ không thể bổ sung tinh thần ăn cơm sẽ không thể no bất kỳ phương thức khiến cho ngươi thỏa mãn dục vọng nào cũng sẽ tăng lên khao khát của người đối với loại dục vọng đó Ha 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 ha, tỉnh ngủ. Ngươi không biết phân biệt tốt xấu, ta sẽ làm cho ngươi khuất phục. Ta sẽ làm cho ngươi khuất phục. Bạch vụ nhìn vẻ mặt dữ tợn của đối phương, hiển nhiên là không ngừng nói kế tiếp, sẽ khiến cho đối phương càng tức giận. Hắn cười cười, nói, kế tiếp. Doãn sương, bạch viễn và thậm chí nhiều người qua đường mà Bạch Vũ chỉ gặp mặt một lần lần lượt xuất hiện. Những câu trả lời của Bạch Vũ, Thủy chung đều là kế tiếp kế tiếp vô tận khiến cho linh mục phi thường tức giận. cả chưa từng gặp được người không giết người lưu loát như vậy. đoán được vị tỉnh tiên sinh này chẳng qua là phạm tội trên giấy. bạch vũ cũng không ngại bị nhìn thấu. hắn không có biện pháp giết người, bởi vì những cái gọi là người này đều có được ý nghĩa mở rộng. bởi vì nếu giết những người này trong mộng cảnh của chính mình, bóng đè sẽ bởi vì lựa chọn của mình mà vĩnh cửu cải biến chính mình cho dù trong những người này có người hắn chán ghét cho dù trong những người này xuất hiện nhân vật phản diện một khi chính mình thật sự lựa chọn giết chết người nào đó khuynh hướng thiện và ác của bản thân sẽ thay đổi chuyện này theo bạch vụ là sự tình không có biện pháp tiếp nhận hắn đối với nhân tính của bản thân bây giờ rất hài lòng cũng không quá mức tàn nhẫn cũng sẽ không nhân từ một cách bệnh hoạn xem ra lời khai tội trạng của ngươi rất có vấn đề ngươi căn bản không phải là ác nhân ngươi có tội chẳng lẽ ngươi không muốn rời khỏi nơi này sao ngươi chẳng lẽ không muốn để cho chính mình trở nên không còn nhược điểm sao thiện lương bên trong nhân tính sẽ chỉ làm cho ngươi trở nên mềm yếu nếu như đã cho rằng bạch vụ chỉ là người giả ác linh mục cũng liền không còn khách khí bạch vụ suy nghĩ một chút nếu như mình đã bị linh mục khám phá vậy liền dứt khoát thay đổi sắc mặt không phải là ác nhân thì làm sao chỉ có ác nhân mới có thể phạm tội sao người tốt không thể phạm tội trên giấy sao người tốt lúc nào mới có thể đứng lên ta mặc dù là người tốt nhưng ta muốn làm một ác nhân nhà tù này không phải là có mục đích như vậy sao nhưng con người của ta tương đối kiên trì cần chậm rãi giáo dục không được sao ngươi một chút kiên nhẫn cũng đều không có làm sao có thể làm linh mục ngươi không dạy ta một cách nghiêm túc không dạy ta một cách cẩn thận không mô tả cho ta tương lai tốt đẹp của ác nhân vừa tới liền trông cậy ta biến thành đại ác nhân vẻ mặt của bạch vụ trong bất lực và mệt mỏi cuối cùng bổ sung một câu ta rất thất vọng đối với người ta coi ngươi là thầy của ta mà người thì sao ngươi chỉ là muốn hoàn thành kpi nhà tù ngươi không hề hướng dẫn ta không có học sinh dở chỉ có giáo viên tồi hắn nói rất hay rất có đạo lý thân là linh mục ta đây lại không thể phản bác linh mục á khẩu không trả lời được bạch vụ thì nói ngày mai ta lại đến ngươi hãy trở về ngẫm nghĩ xem ngươi phái cải thiện công việc giáo dục của mình như thế nào đừng phải đi từng bước một cơm cũng phải ăn từng miếng ngươi là bậc thầy linh hồn là hy vọng sống sót của vô số phạm nhân trong nhà tù ngươi làm sao một chút kiên nhẫn cũng không có linh mục vô thức cực gật đầu nhưng đột nhiên phản ứng kịp nhưng đột nhiên nhận ra rằng có điều gì đó không ổn dường như đã hiểu sai trọng điểm chẳng qua thôi miên nếu như không có hiệu quả đối với bạch vụ cái chỗ này cũng không trói được bạch vụ bạch vụ nói đi liền đi thật bạch vụ trong hiện thực mở hai mắt ra lúc này trời vẫn còn tối trong phòng giam lại càng là tối đen ở trong cả phòng giam đều tràn ngập những lời nói mới của văn thái bạch vụ nghe văn thái cầu khẩn nói buồn ngủ quá buồn ngủ quá hãy để ta ngủ đi ộc van cầu ngài ta không muốn giết bọn họ ta không muốn giết bọn họ đi đây là một sự tình khiến cho Bạch Vũ rất bất ngờ. Trên đường trở về từ phòng thẩm vấn đến nhà tù, hắn gặp được rất nhiều ác đọa, có không ít ác đọa kỳ thật đã trải qua chuyển hóa. Nếu như nói mỗi ngày sẽ bị Linh Mục ở trong mộng, dùng bóng đè ép làm ra lựa chọn, phai mờ nhân tính, như vậy nhà tù sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ác nhân. Thậm chí có không ít người đã bắt đầu trở nên tà ác. Nhưng Văn Thái hiển nhiên không có, nó vẫn buồn ngủ đói bụng, vang sinh trong mơ, con cốc này không có khả năng chống thôi miên như như mình, thanh âm mê hoặc trong mộng, hiển nhiên có năng lực hướng dẫn càng mạnh hơn đối với văn thái, chỉ là sự kháng cự của văn thái đối với giết người rất mạnh, vẫn luôn không cho Linh Mục thành công. Suy nghĩ rõ ràng những điều này, cảm nhận của Bạch Vũ đối với văn thái tốt hơn nhiều. Tuy nhận thức không ít ác đọa thiện lương ngoài tháp, nhưng mỗi lần gặp được ác đọa thiện lương, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ. Hắn nhắm mắt lại, không có ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần nhưng Bạch Vũ rất nhanh phát hiện ra, chính mình cảm thấy một tia buồn ngủ. Xem ra đúng như Linh Mục nói, chỉ có ác lớn hơn thiện bên trong nhân tính, ta mới có thể đạt được thỏa mãn dục vọng, khi buồn ngủ thì muốn ngủ, ngủ có thể mang lại năng lượng, khi đói thì ăn, ăn có thể loại bỏ cảm giác đói. Nhưng bởi vì quy tắc nhà tù kỳ lạ, tất cả những điều này đều là quyền lợi của kẻ ác, người thiện lương coi như sống lay lắc, cũng chỉ sẽ càng ngày càng suy yếu chỉ có vứt bỏ nhân tính mới có thể đạt được thỏa mãn dục vọng, mới có thể đạt được cường đại. Đây chính là quy tắc nhà tù, cũng khó trách Linh Mục hình dung nó là hiện thân của chân lý thế gian. Chẳng qua có không ít người suy yếu, tất cả mọi người đều là ác đọa, sau khi ác đọa hóa, như thế nào cũng sẽ tích lũy tâm tình tiêu cực, không có khả năng những người suy yếu này, mỗi người đều là giống như văn thái, một người cũng không chịu giết, điều này có nghĩa là cứ thêm một ngày ở trong tù yêu cầu cơ bản về mức độ nghiêng tỷ lệ thiện ác sẽ tăng lên một ngày. Bạch Vũ nghĩ về thiết lập của nhà tù này. Nếu so sánh nó với một trò chơi, như vậy trước tiên phải tìm ra các quy tắc của trò chơi. Hắn quyết định ban ngày đi hỏi một chút, đồng thời cũng ở trong ban ngày, làm quen với nhóm nhân tài trong nhà tù này. Tại tòa tháp, tầng 4. Trong tầng 6 tháp đen, tổng bộ quân đoàn bảo vệ. Trong khoảng thời gian Bạch Vũ lên kế hoạch vượt ngục, trong tòa tháp cũng phát sinh không ít chuyện. Cho tới nay, mọi người đều cho rằng đoàn trưởng quân đoàn điều tra cùng với đoàn trưởng quân đoàn bảo vệ sẽ không đối phó lẫn nhau. Mặc dù cũng đúng là như thế, bởi vì bản thân quân đoàn bảo vệ cùng với quân đoàn điều tra liền không đối phó lẫn nhau. Nhưng mọi người không biết là, hai vị đoàn trưởng quân đoàn, kỳ thật là thuộc về người một nhà. Tần Tung rất ít khi cầu xin huynh trưởng của mình, cho dù không được trong nhà hoan nghênh, cho dù tài nguyên hai quần trên lệch thật lớn, nhưng y dẫn dắt quân đoàn điều tra, quả thực là tốt nhất trong lịch sử. Tần Tung chưa bao giờ nghĩ đến việc tranh đoạt cái gì cùng với huynh trưởng Tần Huyền, y chỉ là chăm chỉ làm việc, dựa theo lý niệm của chính mình phát triển quân đoàn điều tra, tuy bên trong quân đoàn điều tra cũng một nát không ít, có rất nhiều vấn đề, nhưng dựa vào những người tài giỏi như Cốc Thanh Ngọc, Lưu Mộ. Những năm nay quân đoàn điều tra vẫn đang không ngừng cải biến ấn tượng của mình đối với dân chúng tầng dưới cùng. Cho tới nay, khi quân đoàn điều tra thiếu thứ gì, Tần Tung đều là tự mình nghĩ biện pháp bù đắp, rất ít đi liên hệ với huynh trưởng Tần Huyền của mình, y chỉ là muốn chứng minh năng lực của mình. Nhưng hôm nay, Tần Tung tới gặp Tần Huyền, đích thực là có chỗ cầu. Ta chưa hẳn đã có thể thuyết phục phụ thân, cho nên hy vọng huynh trưởng có thể hỗ trợ. Tần Tung cúi đầu xuống, lộ ra vẻ mặt rất thành thẩn. Tần Huyền cùng với Tần Tung rất giống nhau, chỉ chẳng qua Tần Huyền tương đối phóng túng, cả người nhìn bóng nhảy đừng như vậy, đừng như vậy, người thế nhưng là đoàn trưởng quân đoàn điều tra, là đệ đệ tốt của ta, loại chuyện kết hôn này, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng mình có quyền tự do lựa chọn những chuyện như kết hôn sao, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tần Tung thật sự là không muốn dùng loại dáng dấp này nói chuyện với huynh trưởng của mình, hắn đối với bất kỳ người nào cũng đều là không kiêu ngạo không xỉm nịnh, nếu không phải là chuyện này quan hệ đến bạch vụ, Tần Tung cũng sẽ không làm như vậy ta đương nhiên không có ý tứ này mạng sống của ta là do gia tộc ban tặng điều ta muốn làm chính là để cho đám dân chúng tầng dưới cùng vào thời điểm nhắc đến tầng gia chúng ta có thể giơ ngón tay cái lên đối với sự sắp xếp của gia tộc ta đều nguyện ý tiếp nhận nhưng chuyện này tần huyền không đợi tần tung nói xong liền nói nhưng cái gì ngươi cảm thấy lấy người bệnh tâm thần yến gia kia là ủy khuất ngươi cũng không phải Mặc dù nữ nhân trong nhà an bài là thợ mỏ tầng dưới cùng thân phận hèn mọn nhất, ta cũng nguyện ý tiếp nhận, trong mắt của ta chỉ có sự nghiệp, nếu như có thể bỏ qua một bộ phận sinh hoạt cá nhân không tất yếu, để đổi lấy lợi ích của gia tộc, ta tự nhiên là nguyện ý, nhưng yến cửu tiểu thư không thích hợp với ta. Tần Huyền cảm thấy có chút thú vị, đệ đệ của mình chưa bao giờ chịu ăn nói khép nép, thái độ hôm nay lại rất khác thường. Hơn nửa loại thân phận ti tiện như thợ mỏ tầng dưới cùng cũng đều nguyện ý lấy, vì sao hết lần này tới lần khác không nguyện ý lấy người yến gia thật thú vị tại sao lại không thích hợp đến phiên người nói thích hợp hay không thích hợp sao ta cũng không sợ báo cho ngươi phụ thân là không thể nào cải biến quyết định ngươi không biết nhiều về tần gia lắm yến gia cùng với chúng ta có thể bảo trì một loại quan hệ hợp tác nào đó nguyên nhân sau lưng chuyện này không thể nói đối với người nhưng ngươi chỉ cần biết ngươi nhất định phải tiếp nhận cuộc hôn nhân này tần huyền vỗ vỗ bờ vai của tần tung có đôi khi người làm người cũng quá ngây thơ rồi đệ đệ tốt của ta rất nhiều chuyện không phải là người chăm chỉ làm liền có ý nghĩa thế giới này có nhiều thứ hữu ích hơn sự chăm chỉ nhưng đáng tiếc là người quá cứng nhắc không ngờ được đến tần này tần tung nói nếu như ta hạ quyết tâm không muốn lấy yến cửu tiểu thư thì sao kiên quyết như vậy sao vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả là như thế nào yến cửu sẽ gả cho ta sự liên hợp giữa Yến Gia cùng với Tần Gia là kết quả của suy tính lợi ích, so với loại lợi ích này, người cùng với Yến Cửu cũng không trọng yếu. Tần Huyền lộ ra vẻ mặt có chút nghiền ngẫm, ta cũng không ngại cưới nàng, tuy nghe nói nàng là một người điên không thể cười. Chẳng qua vì lợi ích, ta vẫn là có loại giác ngộ này, thế nhưng người nên hiểu rõ ràng, thứ nhất, ngươi cải lại sự sắp xếp của gia tộc như vậy, quyền lực của ngươi sẽ suy yếu, nếu như quân đoàn điều tra thoát khỏi sự trưởng khống của ngươi, Toàn bộ cố gắng của ngươi cũng liền uổng phí. Thứ hai, nếu ta cưới nữ nhi điên yến gia. Ngươi cũng biết ca ca ta là người như thế nào, nàng theo ta có thể sẽ tương đối đau khổ, nụ cười của Tần Huyền có chút biến thái. Bất kể là lý do nào trong hai lý do này, cũng đều làm cho Tần Tung cảm nhận được tình thế nghiêm trọng cùng với quyết ý của gia tộc. Y cuối cùng vẫn là rời đi. Sau khi Tần Tung rời khỏi tổng bộ quân đoàn bảo vệ, Tần Huyền thu liễm nụ cười nghiền ngẫm trên mặt nét mặt của y hiển lộ rất ngưng trọng không có dấu vết của sắc mặt đáng giận vừa mới bày ra trước mặt tần tung ngược lại là thực sự giống như một vị huynh trưởng nhìn phương hướng đệ đệ mình rời khỏi cuối cùng tần huyền lắc đầu thở dài một tiếng tại trang viên yến gia yến cửu trước đó không lâu đã biết chính mình sắp lập gia đình ban đầu nàng vô cùng tức giận và bi thương đã nhiều năm không gặp mặt phụ thân nàng kỳ thực rất kỳ vọng vào gia đình mình nghĩ rằng mọi thứ sẽ thay đổi phụ thân sẽ không đối xử với chính mình như trước nữa. Nhưng theo ca ca động thủ đối với người trong bệnh viện tâm thần, theo phụ thân nói cho chính mình tin tức phải gả cho người tần gia, Yến Cửu Liên hoàn toàn không còn ôm bất kỳ kỳ vọng nào đối với bọn họ. Sau một thời gian buồn bã và đau khổ, Yến Cửu muốn liên hệ với Bạch Vụ, lại phát hiện ra ốc biển bên kia không có phản ứng. Nàng muốn trò chuyện cùng với Tiểu Thúc, nhưng sau đó nhớ tới Tiểu Thúc đã biến mất, có lẽ Bạch Vụ là đi tìm Tiểu Thúc nàng ngồi ở trước gương, rất nhớ tranh tử tỷ Giống như một người đang trong tình trạng tuyệt vọng và bắt đầu liệt kê những người mình có thể ỷ lại. Nhưng tranh tử nhất định là không có biện pháp đi đến tầng năm thăm nàng. Lúc này Yến Cửu mới phát hiện ra, Yến Gia căn bản không phải là nhà của mình, chỉ là một cái lồng giam tinh xảo. Rất lâu sau đó, nàng tìm tới giấy và bút, bắt đầu vẽ tranh. Một bức tranh lại một bức tranh, vẽ bạch vụ, vẽ tiểu thúc, vẽ tất cả những người nàng đã gặp. Nàng không biết mệt mỏi, dùng tốc độ cực nhanh, vẽ không ngừng nghỉ mấy giờ, phản phất như dừng lại, sẽ cảm giác được khủng hoảng. Thẳng đến khi nàng quả thật cảm giác được mỏi mệt, mới co lại trong góc, trợn tròn mắt, lẩm bẩm danh từ bạch vụ. Nàng quá mức khủng hoảng và lo nghĩ, thế cho nên thật sự là cần làm một chút sự tình để phân tâm, cho đến khi đột nhiên, trong một góc khác của trí nhớ, Yến Cửu nhớ tới một đoạn lời nói của Bạch Vụ, giống như là người đuối nước bắt được cây cỏ cứu mạng vậy nàng nín khóc mỉm cười ta sẽ đi tìm yến tự tại y không có việc gì ngươi không cần lo lắng mặt khác người gần nhất có thể sẽ gặp được một ít sự tình không hài lòng những chuyện này có thể sẽ khiến cho người rất khổ sở nhưng không nên kháng tự ta sẽ đón người trở về sau khi báo cho bạch vụ tiểu thúc đã mất tích bạch vụ đã nói như vậy nàng bỗng nhiên kịp phản ứng cái gọi là không hài lòng có lẽ chính là chuyện chính mình lập gia đình này, bạch vụ cùng với tiểu thức có lẽ đã biết sao. Loại tuyệt vọng cùng với lo nghĩ, lo lắng cùng với sợ hãi kia rốt cục cũng bởi ý niệm này trong đầu mà bình phục lại. Phản phất như bạch vụ đã đáp ứng chính mình, mà mình cũng tuyệt đối tín nhiệm bạch vụ. Ngoài tháp, nhà tù thuộc đô. Một đêm mệt mỏi rốt cục cũng trôi qua, vào thời điểm ánh đèn sáng lên, văn thái mở hai mắt ra. Ta buồn ngủ quá ộc, cũng rất đói. Thanh âm của nó so với ngày hôm qua Lại suy yếu hơn không ít Bởi vì ngủ không thể bổ sung tinh lực Bạch vụ một mực không có ngủ Đợi cho sắc trời sáng dần Ánh nắng sớm chiếu vào phòng giam Cửa mỗi căn phòng giam tự động mở ra Không ít ác đọa bên trong phòng giam nhao nhau đi ra Tất cả đều nhớ cảnh bạch vụ trở lại phòng giam Với một đống tội ngày hôm qua Nhà tù có hai cổ thế lực lớn Hai cổ thế lực này tuy không phải là lực lượng tương đương, nhưng cũng chênh lệch không quá lớn. Bạch Vũ nhìn ác đoạ không ngừng đi ra từ trong phòng giam, tất cả đều nhìn về phía mình, liền hỏi, các ngươi ở đây có hai bang phái. Đúng vậy ộc văn thái bắt đầu giảng giải cho Bạch Vũ về hai cổ thế lực bên trong đám phạm nhân nhà tù thục đô. Một phương là phải cải thiện quy ác, một phương thì là phái thiện lương thuần túy. Chúng cũng biết chỗ đặc thù của nhà tù này, cho nên một phương cho rằng, vì sinh tồn, hẳn là vứt bỏ nhân tính một cách thích hợp, thiện lương thuần túy cũng đích xác không thể sống sót trong tù, chỉ cần người lựa chọn vứt bỏ nhân tính là có thể gia nhập phái cải thiện quy ác. Nhưng ác địa phái thiện lương thuần túy lại cho rằng linh hồn phải hoàn chỉnh một khi tiếp nhận yêu cầu của linh mục liền không còn thuần túy. Cái sau nghe có chút sĩ diện cải láo ác đọa cũng không nên có chấp niệm chân, thiện, mỹ như nhân loại nhưng thế lực của phái thiện lương thuần túy còn không nhỏ. Số lượng ác đọa đơn thuần kỳ thật là vượt qua phái cải thiện quy ác chỉ chẳng qua phái thiện lương thuần túy phần lớn đi tầng 2, người phải thiện lương thuần túy, cơ bản đều là một lòng hướng thiện, cho nên chúng rất suy yếu, cũng không hợp nhau với nhà tù này, không ít người đều bị đưa đến tầng 2 chịu cực hình. Thực lực chính thể đã không bằng phái cải thiện quy ác. Về phần vì sao sẽ có nhiều ác đọa thiện lương như vậy, chuyện này không kỳ quái, bởi vì nhà tù này chính là dùng để giam giữ đám người này. Đáng nhắc tới chính là hai vị thủ lĩnh phái thiện lương thuần túy cũng không có suy yếu bạch vụ đại khái đã hiểu được mà bốn vị thủ lĩnh phái thiện lương thuần túy cùng với phái cải thiện quy ác vừa vặn đều tới toàn bộ một kẻ là ác đọa có hai miệng một cái ở trên não một cái ở trên ngực một kẻ thì là ác đọa có đầu trông giống như một khẩu súng lục ổ quay hai kẻ trông rất tà ác này hóa ra lại đến từ phái thiện lương thuần túy mà hai vị thủ lĩnh phái cải thiện quy ác thoạt nhìn đều là ngoại hình nhân loại một nữ ác đọa có mái tóc gợn sóng màu vàng, nhưng cũng không trẻ tuổi, có vẻ đã ngoài 30 tuổi, hơn nữa toàn thân quấn xiền xích đặc thù. Ở bên cạnh nữ nhân tóc gợn sóng là một gã cơ bắp hói đầu. Bốn người đi tới trước cửa phòng giam của Bạch Vụ, những ác đọa thì vây chung quanh vây xem. Mục đích của chúng rất đơn giản, lôi kéo Bạch Vụ. Ồ, người phái thiện lương thuần khiết cũng tới tham gia náo nhiệt. Anh chàng đẹp trai này có hàng tá tờ khai tội trạng, các ngươi sẽ không cho rằng một nhân vật hung ác như vậy sẽ không có giết người trong mộng đó chứ lão nương khuyên các ngươi đừng có uổng phí khí lực anh chàng đẹp trai này là người của ta nữ ác đọa tóc vàng đi tới bên người bạch vụ dùng ngón trỏ nâng cầm của bạch vụ tiểu soái ca ta thích loại hình như ngươi cho ngươi một cái lựa chọn gia nhập trận doanh của lão nương bạch vụ cảm thấy có chút thú vị một phen thao tác của chính mình ngày hôm qua lại trở thành một người nổi tiếng lớn trong nhà tù muốn vượt ngục một người tự nhiên là không làm được chiêu mộ một ít đồng bọn rất là trọng yếu hơn nữa phổ lôi nhãn đã nhắc nhở tốt nhất đừng có làm kẻ hai mặt tốt nhất là chọn một phương thế lực chỉ chẳng qua những lời này trong chú thích cũng không nói chết bạch vụ suy nghĩ một chút luôn có người muốn làm đại lão tại sao lại không thể là ta vô luận là cải thiện quy ác cũng được thiện lương thuần túy cũng thế chỉ cần ngươi không muốn chờ chết chỉ cần ngươi muốn vượt ngục các ngươi đều là bạn tốt của bạch mổ ta. Bạch vụ lui lại một bước, thoát khỏi ngón tay của nữ ác đọa tóc vàng. Hắn nhìn nữ ác đọa tóc vàng, trong mắt đã có dữ liệu. Hóc mâm, ta thích hóc mâm, tuy nàng hơi lớn tuổi, nhưng lại rất nóng bỏng. Với tư cách là một nữ ác đọa mất con và đang mãi miết tìm kiếm đứa con của chính mình, địa phương nàng bị nhốt là một khu vực ký ức không ngừng tuần hoàn, hiện giờ bị giam ở trong nhà tù, ngược lại vẫn có thể xem là một loại giải thoát. Trong nhà tù này, thực ra không có gì có thể ràng buộc nàng, nàng sớm nên ra tù, nhưng sở dĩ không có ra tù, người hẳn là cũng có thể đoán được nguyên nhân. Biến dạng thể cấp 9, năng lực dị biến hoàng mỹ, lãnh địa sư tử. Người sẽ có cơ hội thưởng thức, có thể rất thú vị. Người mẹ mất con mãi miết đi tìm con, điều này làm cho Bạch Vũ nhớ tới khu vực quặng mỏ, lần đầu tiên nhìn thấy mặt điện thoại. Có thể dựa vào trò chuyện với người, cưỡng chế giết chết đối thủ. Ác đọa trông có vẻ rất đáng sợ, lại đang tìm kiếm vợ của mình. Chỉ cần niềm tin luôn ở đó thì sẽ có ngày có được câu trả lời, đại tỷ, ngươi sẽ tìm được người ngươi muốn. Ác đọa tóc vàng sững sờ, chuyện tìm con này nàng căn bản không có đề cập đối với cấp dưới, ở trong mắt của mọi người, ác đọa tóc vàng là kẻ tà ác nhất trong phái cải thiện quy ác. Mọi người đều muốn biết mối quan tâm thực sự của nàng là gì, tại sao cho đến nay nàng vẫn chưa rời khỏi nhà tù này? nguyên nhân không có trở thành ác nhân hoàn toàn là cái gì. Bạch vụ mặc dù không có nói rõ, những câu nói không thể giải thích này lại khiến cho khí thế cả người ác đọa tóc vàng trầm xuống. Vì vậy bạch vụ nhìn người gã đầu trọc khắc tiền trên trán. Ngươi đã tìm được một gã trung niên đầu trọc đáng tin cậy, hãy nghĩ biện pháp lôi kéo gã, đây chính là một nhân tài. Gã tuy đã từng cảm thấy mê mang đối với tiền tài, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn thờ phụng tiền tài, tiền tài chính là thời gian, trong tiền có vẻ đẹp riêng, bên trong tiền tự có hoàng kim ốc. Gã là một sát thủ rất thú vị, khi còn sống chính là một người tuân thủ tính điều nghiêm ngặt, sau khi trở thành ác đọa vẫn như cũ là một người tuân thủ tính điều nghiêm ngặt, thành tính là thiện mà gã sẽ không từ bỏ. Người nói tiền tài có tác dụng gì tại tận thế? Ta chỉ có thể báo cho người trong cứ điểm của gã cất dấu một cổ máy mua sắm ký linh, cổ máy này luôn bị ghét bỏ vì nó không có hàng, ngày tận thế đến mọi người tìm kiếm vật tư cũng không chịu tới tìm nó, vì vậy nó vẫn nổ ký linh, ký linh thành nếu người cho ta tiền. Ta liền có thể biến ra cho ngươi vật tư bảo bối. Bất kỳ loại tiền tệ lưu thông trong tháp ngoài tháp nào, cũng có thể. Biến dạng thể cấp 8, năng lực dị biến hoàng mỹ, khế ước tinh thần. Năng lực này mặc dù là cấp hoàng mỹ, nhưng lại tương tự như năng lực dị biến hoàng mỹ xỉu oán khí hóa hình, ta vì sao lại đặc biệt nhắc đến loại năng lực này. Bởi vì khế ước tinh thần sẽ gia tăng sức mạnh của gã đầu trọc theo số tiền người trả cho gã đầu trọc, không có giới hạn. Trong nội tâm bạch vụ kinh sợ, quả nhiên trọc đầu liền không có một ai dễ treo. Khó trách phổ lôi nhãn bắn ra nhiều chú thích như vậy. Đã lâu không có gặp được ác đọa cấp 8, khiến cho hắn đều vô thức không để ý đến quần thể bên ngoài ác đọa cấp 9, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, tiểu kinh ở sở thú Bách Xuyên cũng chỉ mới cấp 7, lại nắm giữ không ít năng lực dị biến, khiến cho toàn bộ bọn quái vật trong sở thú sợ hãi không thôi. Mà gã đầu trọc khắc tiền trên đầu nên nói như thế nào đây, đại khái chính là, có đủ tiền lương, họ tỉnh cũng bại. Đương nhiên, nếu thật sự để cho gã đi đối phó với họ tỉnh, như vậy tiền lương có thể là chính mình sống đến đại kết cục cũng đều trả không nổi. Bất kể là đầu trọc hay là máy mua sắm của đầu trọc, Bạch Vụ đều rất thèm, hắn cũng nhận thấy, đầu trọc nếu như mạnh như vậy, còn có thể phục tùng ác đọa tóc vàng, chắc hẳn lãnh địa sư tử của ác đọa tóc vàng cũng là năng lực dị biến rất biến thái đầu trọc không nói gì nhìn bạch vụ nhìn chính mình có chút không vui bạch vụ thì mặc kệ có đột ngột hay không nói thẳng ta có rất nhiều tiền bên ngoài nhà tù rất nhiều rất nhiều tiền ta luôn luôn không biết nên làm thế nào để tiêu số tiền này ngươi cũng biết đó những kẻ phạm tội hàng chục trang như ta thứ khác cũng không có chỉ có nhiều cừu nhân cùng với nhiều tiền đầu trọc vốn muốn mắng bạch vụ Vừa nghe được Bạch Vũ nói như vậy, bỗng nhiên mở miệng, lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói, thế nhân đều quá bốc đồng, trong tình cảnh này khó tìm tri kỷ, ta đã từng cảm thấy mê mang ở trong tiền tài, về sau ta rốt cục cũng đốn ngộ, ta thấy vị tiên sinh này như thế cũng rất mê mang. Mê mang, đặc biệt mê mang. Bạch Vũ lộ ra vẻ mặt bị người nói trúng phiền muộn, tiếp tục nói, đợi đến tương lai cùng nhau rời khỏi nhà tù, ngươi hãy đi theo ta một phen, độ hảo cảm của đầu trọc cộng 100 làm tốt lắm, nhưng nếu như ngươi không có tiền, phổ lôi nhãn bắn ra một cái chú thích rất là đúng thời điểm, bạch vụ suy nghĩ một chút, chính mình cũng coi như có chút ít tích góp. Ác đọa tóc vàng hót mâm vẫn còn đang suy tư câu nói kia của bạch vụ, đầu trọc thì có một loại cảm giác tri kỷ gặp tri âm. Bạch vụ thừa cơ nhìn về phía hai người bên kia. Thiếu niên tận mắt nhìn thấy cha mẹ bạn bè chết thảm, ở dưới tấm tình tiêu cực trùng kích to lớn, y đã trở thành vũ khí người, vũ khí trên người y không chỉ là khẩu súng lục khổng lồ trên đầu mà người nhìn thấy, trong tay áo tù còn giấu hai khẩu súng cát linh. Y muốn bảo vệ người bên cạnh, chuyện này đã trở thành chấp niệm của nó, nhưng sau khi thực hiện sự trả thù tuyệt đối, y trở nên trống rỗng tịch mịch. Người đã chết sẽ không thể sống lại, không còn người để che chở, khiến y hoang mang không thôi, thẳng cho đến khi tiến vào nhà tù cách đó không lâu. Biến dạng thể cấp 9, năng lực dị biến phổ thông, miễn nhiễm phản ứng nhiệt, năng lực dị biến hiếm, tiêu trừ sức giật, năng lực dị biến hiếm, ổ khóa tự động, năng lực dị biến hoàn mỹ, vô hạn đạn dược không cần thay đạn vô tận vũ khí. nhắc nhở hữu nghị, năng lực cuối cùng này là một năng lực dị biến, cũng không phải là ba năng lực dị biến. sự hứng thú của bạch vũ đối với nhà tù này đề cao trong chớp mắt. lúc ngươi nói chuyện, có thể bỗng nhiên nổ súng đối với ta hay không? đát 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 đát, đầu vũ khí nói. Bạch Vũ nghe không hiểu, lúc này hai miệng bên cạnh nói chuyện, y nói rằng người tuy tội ác tày trời, nhưng chỉ cần ngươi không có lựa chọn giết một vài thành viên còn lại trong gia đình của mình trong giấc mơ, ngươi vẫn có tư cách gia nhập chúng ta, đồ ngu ngốc. Đột nhiên bị mắng như vậy, Bạch Vũ không có phản ứng kịp, nhưng rất nhanh chỉ nghe thấy một cái miệng khác của hai miệng há mồm nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bằng. Hữu của ta muốn nói chính là, y đã bật chốt an toàn, sẽ không tổn thương người, người trong tù hẳn là nên có tín ngưỡng, tuy ngươi phạm vào rất nhiều tội nghiệp, nhưng chỉ cần người có tín ngưỡng, không có bị linh mục mê hoặc, ngươi liền là bằng hữu của chúng ta. Miệng mắng chửi người là ở trên não của hai miệng. Mà miệng xin lỗi, xuất phát từ miệng trên trái tim. Đây cũng là một người thú vị, bởi vì khi còn sống luôn thích nói tục, dẫn đến người chung quanh cũng không thích y. Tại ngày tận thế đến, y bởi vì ngôn ngữ của mình quá ác độc, mắng đồng đội của chính mình, dẫn đến cái chết đáng tiếc của đồng đội. Y chìm đắm trong đau buồn và căm hận bản thân không thôi, rõ ràng trong nội tâm không phải là nghĩ như vậy, rõ ràng cũng muốn nói chuyện dễ nghe, nhưng lời nói chỉ có một cửa ra, liền biến tiếng lòng thành tiếng mắng. Vì vậy y biến thành ác đọa, sau khi ác đọa hóa, trên vị trí trái tim có thêm một cái miệng thật lòng. Biến dạng thể cấp 7, năng lực dị biến, đánh đòn cảnh cáo, năng lực dị biến hiếm, xếp chồng tâm tình năng lực dị biến hoàng mỹ, ngôn ngữ phá phòng thủ. Khó trách người này lại khiến cho chính mình có chút cảm giác không thoải mái, khá lắm, ngôn ngữ có thể phá phòng thủ vật lý của đối phương. Chật chật, trong nhà tù này đến cùng là có bao nhiêu nhân tài. Bạch Vũ có một loại cảm giác nhặt được bảo. Phái thiện lương thuần túy tự nhiên là không cần nhiều lời, đều là người lương thiện, chúng phần. Lớn không nguyện ý giết người ở dưới tác dụng của bóng đè. Điều này có nghĩa là ngay cả khi những người này biến thành ác đọa, cũng có được sự ước thúc bản thân nghiêm khắc. Phái cải thiện quy ác thì sao? Phái cải thiện quy ác tương đối chú trọng thực dụng, chúng nguyện ý để mình trở nên tàn nhẫn tà ác, nhưng Thủy chung không có ra tù, cũng đại biểu cho đám người kia đều có được đồ vật chính mình thủ vững, tuyệt đối không thể dứt bỏ. Những người này có lẽ không thiện lương, nhưng cũng không quá xấu, tương phản, sự tàn nhẫn của họ có thể đóng vai trò nhất định trong kế hoạch vượt ngục của chính mình. Ta là Bạch Vụ. Người mới tới, xem ra các ngươi đều là tới chiêu mộ ta sao? Đác đác đác, đác 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 đác, đác, đác. Y nói chúng ta chiêu mộ ngươi là cho ngươi một chút mặt mũi, hy vọng người đừng có không biết phân biệt tốt xấu. Hai miệng phiên dịch. Ngay lập tức, Y che miệng hối lỗi và nói với miệng trên ngực, xin lỗi xin lỗi. Ta không có ý mạo phạm ngài, ý tứ của bằng hữu ta là chúng ta rất hy vọng ngài có thể gia nhập chúng ta đát đát lần này bạch vụ không cần nghe phiên dịch hai chữ này đại khái là đúng vậy sau đó ác đọa tóc vàng nói người nếu như có thể phạm nhiều tội nghiệp như vậy giết người ở trong mộng đối với người mà nói không phải là việc khó gì đúng không đám gia hỏa cận kề cái chết cũng phải bảo trụ nhân tính này đều là một đám đồ ngốc mục nát chết tiệt tiểu soái ca hãy đến trận doanh của ta người các phòng giam khác đều nhìn bạch vụ chưa từng có người mới nào giống như bạch vụ có thể làm cho thủ lĩnh hai phe phái cùng với phó thủ lĩnh đi qua trực tiếp cướp người bạch vụ cười cười nói nói một cách khác bởi vì ta phạm vào tội lỗi chồng chất các ngươi đều rất muốn chiêu mộ ta thế nhưng động cơ là gì vì sao phạm tội càng nhiều lại càng muốn chiêu mộ ta đát 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 Đầu vũ khí lộ ra vẻ mặt thành thật phát biểu những lời bạch vụ nghe không hiểu. Miệng trên đầu hai miệng vô cùng muốn nói chuyện, thế nhưng bị hai tay gắt gao che, mà miệng trên ngực lễ phép nói, y nói rằng đó là một tin tức từ một cựu tù nhân cũ trong nhà tù lưu lại tin tức. Cựu tù nhân cũ lưu lại. Bạch vụ hỏi, tin tức gì? Nói nghe một chút. Ác đọa tóc vàng không muốn để đối phương cướp mất ánh đèn sân khấu, liền cũng bổ sung, đó là về quản ngục trưởng của nhà tù, nghe nói chỉ cần hành vi phạm tội vượt qua quản ngục trưởng, có thể kiên trì 10 ngày ở trong này, liền có thể trở thành quản ngục trưởng mới. Mà chỉ có quản ngục trưởng mới, mới có thể sửa đổi quy tắc thiện ác ở nơi này trở lại như cũ câu nói này khiến cho bạch vụ sững sờ. giả dạ, đừng hỏi ta vì sao, bởi vì ta là kẻ biết tuốt. Chú thích bắn ra ngoài trong chớp mắt. Bạch vụ cười cười, hắn theo bản năng cảm thấy có một sự mâu thuẫn logic trong tin tức này rất nhanh liền đoán được, tin tức này có khả năng là do quản ngục trưởng hoặc là linh mục để lại. Trước hết, ác đọa có tội ác tày trời, căn bản không có khả năng bị nhốt vào nhà tù, nếu như bị nhốt 10 ngày, chỉ sợ cũng đã sớm phóng thích vô tội. Giả thiết không có phóng thích vô tội, như vậy 10 ngày sau, nếu nó tin vào quy tắc này, liền đại biểu cho nó cần gia tăng tội lỗi của mình. Nhưng phạm nhân trong nhà tù còn có thể phạm tội như thế nào đây? đó tự nhiên là hãm hại những người khác trong nhà tù. Thật là một quy tắc tàn nhẫn. Bạch vụ bỗng nhiên hiểu được, quản ngục, quản ngục trưởng, tuy đều là ác nhân, nhưng chúng cũng phải tuân thủ quy tắc nhà tù, bao gồm bác sĩ tầng 2, cùng người có thể tra tấn linh hồn tầng 3 kia, bọn hắn không thể trực tiếp giết chết phạm nhân. Ý nghĩa của lời nói dối này là khiến những người đã bị tà niệm ăn mòn trong tù làm những việc quá đáng hơn và bức hại người khác chỉ là có vẻ như phái thiện lương thuần túy cùng với phái cải thiện quy ác lại đều tin tưởng điểm này thái quá. Điều này làm cho Bạch Vũ cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng nghĩ lại, có lẽ thật sự là bọn chúng bị nhà tù tra tấn quá thảm, muốn sống sót, bọn chúng ở vào bên trong tuyệt cảnh cùng với méo mó, chỉ là muốn lấy được một chút hy vọng. Ta hiểu rồi, bởi vì ta phạm vào rất nhiều hành vi phạm tội, các ngươi cho rằng ta chỉ cần kiên trì qua 10 ngày ở chỗ này, liền có thể trở thành quản ngục trưởng mới đến lúc đó liền có thể nới lỏng một ít chính sách đúng vậy chúng ta đều là ác đọa không thể rời khỏi một ít khu vực ở nơi nào cũng đều giống nhau dù sao cũng là sống không ngừng nhưng dù vậy chúng ta cũng muốn sống sót chúng ta không muốn chết mấy trăm năm cũng đều chịu đựng được ít nhất không nguyện ý chết ở chỗ này bạch vụ cảm thấy một chút cảm giác trầm trọng nhưng trong nội tâm cũng có một ít vui vẻ hắn thích những người nguyện ý nỗ lực sống đó Nói cho cùng, đám người này cuối cùng cũng chỉ muốn sống với những gì mình muốn bảo vệ. Những người này khi còn sống, đều có được điểm sáng chói. Cho dù đầu trọc là sát thủ, tối thiểu cũng là một người chú trọng thành tính khế ước. Những người này có lẽ đã biết điều gì đó về nhà tù và nghĩ rằng mình không thể rời đi. Đát 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 đát. Đầu vũ khí lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đương nhiên, y kỳ thật không có biểu tình chân chính bạch vụ chỉ là từ trong ngữ khí thanh âm toát ra từ họng súng để phán đoán còn thất thần làm cái gì cái thứ không biết xấu hổ hãy nhanh chóng cự tuyệt yêu cầu của hai kẻ ngốc phía đối diện này bằng không lão tử thề sẽ ấn đầu người vào nhà vệ sinh làm bàn chải trà bồn cầu a à, ta thật là đáng chết ta sao có thể nói lời quá đáng như vậy hai miệng cũng không có khống chế được cái miệng bên trên lại bắt đầu mắng người tiền tài khiến cho người và ta gặp nhau Ta tin tưởng Bạch tiên sinh nhất định là một người biết suy nghĩ, sẽ không làm ra lựa chọn sai lầm." Đầu trọc cũng mở miệng. Bạch Vũ ý thức được cử động đùa giỡn trong lúc vô tình của chính mình lại khiến cho mình có ưu thế. So sánh ra ngoài tháp trước đó, bắt đầu trong các loại địa ngục, hắn cảm động không hiểu, hắn ở loại địa phương quỷ quái này dường như có vận khí khá tốt. Mỗi một người trong nhà tù đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, bổn sự cực lớn nếu không thì mang đám người này đến thành phố Bách xuyên trong chớp mắt trong đầu Bạch vụ thậm chí đã lên một kế hoạch chiến lược vượt ngục trời khỏi nơi này sau đó đi đến thành phố Bách xuyên bắt liên lạc cùng với Nhiếp Trọng Sơn thông hành giả hiện tại lại dùng thân phận người vượt ngục đến nơi này lần thứ hai cướp đoạt mảnh vỡ tận thế sau đó tiêu trừ quy tắc giải phóng các phạm nhân lại ở dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Trọng Sơn chậm rãi mang mọi người từ thuộc đồ đi đến chỗ tránh nạn đây là một cái kế hoạch vĩ đại, một khi thành công, có thể mang đến chiến lực tăng cường thật lớn chỗ tránh nạn trường trung học Bách Xuyên. Bạch Vụ kiềm chế sự hưng phấn, đầu tiên phải nghĩ biện pháp để cho đám người này tin tưởng chính mình đích xác có một loại năng lực cường đại nào đó, đáng để cho bọn hắn chiêu mộ, củng cố ưu thế của bản thân bây giờ. Phổ lôi nhãn lần này rất mạnh mẽ, trong số chú thích cho ra đã nắm được thông tin thêm chốt của bốn vị thủ lĩnh. Đây chính là vốn liếng, có những tin tức này, nắm chắc vượt ngục lại càng lớn ta cảm nhận được sự nhiệt tình của các ngươi thế nhưng nếu như các ngươi đều muốn sống sót vì sao nhất định phải đối lập lẫn nhau đây ồ tiểu soái ca người đang nói đùa sao đám người này thả ra bên ngoài không phải là một đám thánh mẫu ở trong hoàn cảnh sinh tồn như vậy còn muốn giữ mình trong sạch ta không muốn chung trận doanh với lũ khốn này ác đọa tóc vàng hóc mâm cự tuyệt yêu cầu của bạch vụ đầu tiên đầu trọc ngược lại là không có phát biểu ý kiến lộ ra vẻ mặt thông dong người trả thù lao ta cái gì cũng có thể tiếp nhận. Đác 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 đác. Đác đác. Đầu vũ khí vô cùng có tinh thần nói. Đồ ngu a. À. Hai miệng lập tức bịt miệng phía trên, dùng miệng trên ngực nói, y là nói, chúng ta cũng không nguyện ý làm bằng hữu với những kẻ từ bỏ nhân tính của mình để tồn tại này. Ai cũng không biết chúng là người lương thiện hay là ác nhân chúng có thể hay không đã tàn bạo đến mức có thể giết chết đồng đội bất cứ lúc nào. DKM Ác đọa tóc vàng hóc mâm cũng mắng. Bạch vụ bây giờ đã hiểu. Nguyên nhân này kỳ thật cũng không phải là nguyên nhân rất phức tạp, ít nhất không phải là do quy tắc tạo thành, mà là vì lý niệm không hợp, đây cũng là một chuyện tốt. Hắn gật gật đầu, trong nội tâm có nắm chắc hơn đối với thống nhất người hai phe. Từng, vua nhà tú, ta sẽ làm hai nhóm người không hợp lý niệm cãi vã trong chớp mắt bạch vụ cũng tìm hiểu bản chất cãi nhau tiến thêm một bước một bên đát 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 miệng nén lửa giận bên kia đùng đùng không dứt giọng điệu âm dương người hai phe không có chút nào thèm quan tâm đối phương nói cái gì chỉ để ý bản thân muốn biểu đạt cái gì thanh âm cùng với khí thế có thắng được đối phương hay không chuyện này khác với lý luận bởi vì lý luận cùng với tranh luận ít nhất sẽ lắng nghe trước Hai nhóm người cãi nhau kịch liệt, Bạch Vũ cảm thấy đầu vũ khí cùng với hai miệng còn rất thú vị, hai người bọn họ ba cái miệng, cũng chỉ có một miệng nói được, nhưng thuộc hạ ngược lại là có không ít. Đợi cho hai nhóm người tranh cãi đại khái một phút đồng hồ, Bạch Vũ nói, ta quyết định gia nhập phái thiện lương thuần túy, đắc đác. Đầu vũ khí dựng thẳng ngón cái lên. Tốt. Hai miệng cũng nói. Vì cái gì, ta cũng cần một câu trả lời thỏa đáng. Ác đọa tóc vàng nói. Tiền tài khiến cho chúng ta gặp nhau, ta hy vọng duyên phận của chúng ta có thể vô cùng vô tận giống như tài phú trong tương lai của chúng ta, đầu trọc cũng phát biểu cái nhìn của mình. Bạch Vũ còn rất thích nghe mấy người này nói chuyện, hắn nhìn về hướng ác đoạ tóc vàng, trước tiên nói cho ta biết tên của các ngươi, ta còn chưa biết xưng hô các ngươi như thế nào. Viên Diệp mở miệng nói đầu tiên chính là ác đoạ tóc vàng. Tiền nhất tâm, đầu trọc người cũng như tên đắc đắc vẫn như trước nghe không hiểu nhưng may mà rất nhanh liền được hai miệng phiên dịch y nói y tên là kha nhĩ chẳng qua đầu có hình dạng như vậy trực tiếp gọi côn cũng được đúng không miệng phía trên của hai miệng độc mồm độc miệng miệng phía dưới nói ta là lữ ngôn lại là một kẻ người cũng như tên bạch vụ nhìn về phía viên diệp nói để ta đoán xem mục đích của các ngươi hẳn là muốn sống sót trong tù nhưng cuối cùng phải là còn sống rời đi đúng không người sống lâu nhất trong nhà tù là bao lâu? Ta muốn nói là phạm nhân ở trong tù lâu nhất trong 700 năm qua. Câu hỏi này thực sự là lộn ngược. Bạch vụ liền thay đổi một cách hỏi khác, được rồi, đây là câu hỏi lịch sử, như vậy phải cải thiện quy ác các ngươi, ai là người ở trong tù lâu nhất là ta, lần này viên diệp không có bối rối. Bạch vụ gật gật đầu, nói, ngươi xem, điều này nói rõ trong nhà tù không có một ai có thể sống từ lúc ban đầu đến bây giờ đúng không? nếu như một người cũng không có ngươi vì sao cho rằng ngươi có thể trở thành kỳ tích kia coi như là phái thiện lương thuần túy các ngươi cũng đều nhất định phải chết ở chỗ này thậm chí không chết cũng sẽ có không ít người đi tầng hai nhà tù trải qua sinh hoạt sống không bằng chết mà những người này nếu như không chịu nổi chết đi không thành vấn đề tầng ba nói không chừng còn có nhà tù linh hồn chờ bọn hắn sau khi nghe bạch vụ nói xong người phải thiện lương thuần túy cúi đầu viên diệp có phần không hiểu rõ hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì không nên gấp gáp nếu như chỉ nói kết quả sẽ không giống như những người trước kia sao bạch vụ ám chỉ chính là ánh mắt nhắc đến những kẻ có ý đồ lấy lòng hai bên trước kia đương nhiên bạch vụ muốn làm không phải là sinh tồn ở trong hai phe phái hắn muốn làm là thống nhất hai phe phái trước đó chúng ta đã biết người sống sót lâu nhất ở nơi này chính là viên diệp ngươi vậy thì ta hỏi ngươi ngươi có nắm chắc một mực sống sót không viên diệp đương nhiên không nắm chắc nàng không có trả lời vấn đề này bạch vụ cười cười không có tiếp tục ép hỏi mà là nhìn về phía tiền nhất tâm ngươi có không ít tài phú nhưng những tài phú này bây giờ không có trong tay ngươi sau khi người chết liền cái gì cũng không có không phải sao tiền nhất tâm cũng không có phản đối gã chỉ hỏi nếu chỉ đưa ra vấn đề không đề cập tới biện pháp giải quyết chỉ sợ sẽ cách tài phú càng ngày càng xa, ta chỉ muốn mọi người hiểu một điều, ai rồi cũng sẽ chết, cho nên chơi trò gia đình với các ngươi ở đây là không có ý nghĩa. Ta không có hứng thú đối với giết người trong mộng, muốn giết người liền giết đau thật thương thật, giết những ác quỷ đã từng vũ nhục tín ngưỡng của chúng ta, có ý đồ xóa đi nhân tính của chúng ta kia, nhưng có vẻ như, mọi người chỉ là muốn một mực sống sót ở trong nhà tù này, như vậy chuyện này liền đơn giản hơn nhiều, bởi vì không làm được, cho nên chỉ cần chờ chết là được rồi, chờ chết đơn giản bao nhiêu. Ta lựa chọn chờ chết tại phái Thiện Lương Thuần Túy. Dù sao cũng đều phải chết, tối thiểu là vẫn còn Thuần Túy, nếu xóa bỏ nhân tính, không ngừng từ bỏ những thứ quý giá, cuối cùng vẫn sẽ chết, ha ha ha, chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy thảm rồi. Lời nói này của Bạch Vũ rất đâm tâm. Tuy rằng có vẻ như hắn đang ủng hộ phái Thiện Lương Thuần Túy, nhưng trên thực tế, hắn cũng rút sạch hy vọng của mỗi người phái Thiện Lương Thuần Túy nếu tất cả mọi người đều muốn sống sót, bọn hắn khi còn sống không nói đều là người tốt tuyệt đối, nhưng ít nhất đều có nhiệt tình đối với cuộc sống. trở thành ác đọa, bọn hắn cũng đã sớm quen với việc đấu tranh chống lại những tâm tình tiêu cực trong tâm trí hàng ngày để duy trì nhân tính của mình, mỗi ngày sống trong một phạm vi giới hạn và không thể rời đi. vì vậy, sự tỉnh mịch trong tù thực sự có thể chịu đựng được, miễn là bản thân có thể sống sót. thế nhưng bạch vụ tình thương thấp đã chọc thủng chuyện này. Hắn dùng lịch sử để giải thích một chuyện cho những người này hiểu rõ, đồng thời cũng cũng chọc thủng một ảo tưởng khác của bọn hắn, không ai có thể sống sót trong nhà tù và cũng không ai có thể làm quản ngục trưởng. Suốt 700 năm, các ngươi đã từng nghe nói quản ngục trưởng thay đổi không? Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu thật sự có một phạm nhân như vậy xuất hiện, cũng thật sự có quy tắc quản ngục trưởng sẽ bị thay thế. Quản ngục trưởng sẽ để cho phạm nhân này sống sót sao? tuy rằng có vẻ như hắn đang ủng hộ phái thiện lương thuần túy nhưng trên thực tế hắn cũng rút sạch hy vọng của mỗi người phái thiện lương thuần túy nếu tất cả mọi người đều muốn sống sót bọn hắn khi còn sống không nói đều là người tốt tuyệt đối nhưng ít nhất đều có nhiệt tình đối với cuộc sống trở thành ác đọa bọn hắn cũng đã sớm quen với việc đấu tranh chống lại những tâm tình tiêu cực trong tâm trí hàng ngày để duy trì nhân tính của mình mỗi ngày sống trong một phạm vi giới hạn và không thể rời đi vì vậy sự tĩnh mịch trong tù thực sự có thể chịu đựng được, miễn là bản thân có thể sống sót. Thế nhưng Bạch Vụ, tình thương thấp đã chọc thủng chuyện này. Hắn dùng lịch sử để giải thích một chuyện cho những người này hiểu rõ, đồng thời cũng cũng chọc thủng một ảo tưởng khác của bọn hắn, không ai có thể sống sót trong nhà tù và cũng không ai có thể làm quản ngục trưởng. Suốt 700 năm, các ngươi đã từng nghe nói quản ngục trưởng thay đổi không? Suy nghĩ tỉ mỉ một chút, nếu thật sự có một phạm nhân như vậy xuất hiện, cũng thật sự có quy tắc quản ngục trưởng sẽ bị thay thế. Quản ngục trưởng sẽ để cho phạm nhân này sống sót sao? Cho nên, không ai có thể một mực còn sống trong tù, cũng không ai có thể thay thế quản ngục trưởng, người hai phe phái các ngươi, đều quá ngây thơ rồi, các ngươi chỉ có trở thành ác nhân tuyệt đối, hoặc là chờ chết. Đây mới là kết cục chân chính của các ngươi. Không có ai nói chuyện, bốn vị thủ lĩnh hai phe phái đều bởi vì lời nói của Bạch Vụ mà rơi vào suy nghĩ. Loại suy nghĩ này rất nhanh mang sự lo lắng cho bọn hắn. Nhìn vẻ mặt u sầu của từng người, Bạch Vũ trở lại bên trong phòng giam, nói, "Nhưng ta biết cách để sống sót, nếu ta có thể đặt ra vấn đề, tự nhiên cũng có biện pháp giải quyết. Ta không có đùa cợt. Hơn nữa cũng không chỉ là sống sót đơn giản như vậy." Bạch Vũ quay người sang chỗ khác, nhìn thủ lĩnh phái Thiện Lương thuần túy, cũng chính là đầu vũ khí nói, "Giết chết địch nhân quả thực là một loại phương thức thủ hộ." loại thủ hộ này so với phòng thủ kỳ thật ta càng tôn sùng hơn nhưng địch nhân của ngươi là phái cải thiện quy ác sao ngươi nên suy nghĩ thật kỹ Tự ly tấn công còn có một đoạn thời gian nữa bạch vụ đóng lại cửa phòng giam không để ý tới người hai cái phe phái nữa hắn nằm ở trên giường có chút khoan thai viên diệp cùng với tiền nhất tâm liếc nhìn nhau tâm sự phức tạp rời đi cũng không có làm tổn thương đối phương phái thiện lương thuần túy ở phía đối diện cũng vậy lữ ngôn cũng không nói ô ngôn uế ngữ gì mà côn thì như có điều suy nghĩ lời nói của bạch vụ đã ăn sâu vào nội tâm của bọn hắn không dựa vào quản ngục trưởng lại không từ bỏ nhân tính của chính mình đúng là có thể sống sót nhưng lại không phải là sống sót ở trong số các lựa chọn hiện tại dường như chỉ có một lựa chọn bọn hắn không phải là không nghĩ tới lựa chọn như vậy thế nhưng căn bản không làm được thời gian hoạt động tự do rất ngắn ngủi vào thời điểm bầu trời bên ngoài nhà tù sáng choang, các phạm nhân bên trong phòng giam liền cần bắt đầu làm việc. Đáng nhắc tới chính là, trong nhà tù này có nhiều thứ bị đảo ngược, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều là đảo ngược. Đói bụng ăn cơm sẽ càng đói, mệt nhọc ngủ sẽ càng buồn ngủ, nhưng không có nghĩa là làm việc lao động, cũng sẽ không trở nên mệt hơn. Công việc lao động ở đây tưởng chừng rất dễ dàng, đối với nhóm ác đọa mà nói, nhổ cỏ trên sân rộng, hoặc là tu bổ tường cao, quét dọn các căn phòng thậm chí giặt quần áo trong phòng giặt là những việc rất đơn giản bằng vào thể lực của ác đọa là không thể cảm thấy chút mỏi mệt mỏi nào nhưng tình huống chân thật là cho dù công việc lao động ở đây có dễ dàng như thế nào đối với ác đọa sau khi lao động thực sự hoàn thành cũng sẽ cảm thấy một cổ cảm giác mệt mỏi khó tả bởi vì sự ảnh hưởng của những cảm giác mệt mỏi này đại đa số người cũng không muốn đi lao động trong sân nhưng lại không thể không làm bạch vụ được giao công việc nhổ cỏ ở sân ngoài công việc mà hắn cho là công việc lý tưởng trong nhà tù bởi vì sân ngoài là nơi có tầm nhìn rộng nhất nên có thể quan sát được hầu hết các công trình kiến trúc của toàn bộ nhà tù tại đây lúc này thứ hắn cần nhất chính là tin tức liên quan đến cuộc vượt ngục mà phổ lôi nhãn cũng không có như xe bị tuột xích tin tức cho ra gần như đều có quan hệ cùng với kết cấu nội bộ của từng kiến trúc vừa xử lý cỏ dại vừa dùng ánh mắt không ngừng đánh giá kiến trúc xung quanh bệnh xá, nơi này không có bác sĩ, lại càng không có muội tử ngưỡng mộ người trong lòng để cửa cho ngươi để người thuận tiện vượt ngục, đừng có ý đồ với nơi này, bác sĩ ở nơi này sẽ chỉ làm cho ngươi sống không bằng chết. Đề nghị xem nhẹ nơi đây. Phòng chứa đồ, tạm thời không có bất cứ tác dụng gì, ngẫu nhiên sẽ có quản ngục hút thuốc lá ở bên trong. Đừng nghĩ đến việc mở đường hầm gì ở đây, bởi vì ngươi căn bản không có thời gian đào hầm. Đề nghị xem nhẹ nơi đây phòng vệ sinh lần đầu chúng ta gặp mặt đã nói cái gì cái gì ngươi lại quên ngươi quá phụ lòng người ác đọa không cần bài tiết tự nhiên cũng không cần phòng vệ sinh nơi này đã bị cải tạo thành phòng giải trí đánh bài mùi vị mặc dù đã không có nhưng ta vẫn không thể nhìn thẳng vào hình dáng ban đầu của nó đề nghị xem nhẹ nơi đây này người đang nhìn đi đâu vậy bên kia là khu vực phạm nhân bị bệnh tâm thần là một khu phạm tội nghiêm trọng nhưng được bảo lưu làm khu vực bệnh tâm thần chẳng qua chỗ đó đã trở thành một khu vực chết bên trong có một biến dạng thể giết chết tất cả những người bệnh khác có phải hay không cảm thấy có chút giống với cô bé đáng thương nhưng nó không đáng thương một chút nào nhưng chúng ta tốt nhất vẫn nên đặt tâm tư ở trên vượt ngục đề nghị xem nhẹ nơi đây nhìn từng tòa kiến trúc bạch vụ cơ bản không tìm được công trình kiến trúc hữu dụng may mà cuối cùng cách vị trí tường cao khoảng trăm mét, hắn nhìn thấy một căn phòng. Thư viện nhà tù đã từng có người dựa vào lý lẽ biện luận để cho quản ngục trưởng đồng ý kiến tạo thư viện nhà tù. Về sau người này đã trốn thoát bằng cách dựa vào một chiếc búa nhỏ được giấu trong một cuốn sách. Đương nhiên, tất cả đều xảy ra trước khi nhà tù này bị các phạm nhân không chế. Tin tức này tương đối trọng yếu, muốn lưu tâm. Sau khi xác định xong toàn bộ kiến trúc, Bạch Vũ phát hiện ra đây là một căn phòng duy nhất được nhắc nhở hữu dụng, cũng liền có nghĩa là căn phòng thư viện này, tất dấu bí mật có thể trợ giúp chính mình vượt ngục. Chỉ là cổ cảm giác quen thuộc nồng đậm này là có chuyện gì. Có vẻ như nhà tù thuộc đô này cũng có rất nhiều câu chuyện trước ngày tận thế. Cuối cùng Bạch Vũ nhìn về phía bức tường cao. Ở bức tường cao cách đó không xa, vài người phạm nhân đang tu bổ tường cao, có khoảng 4 quảng ngục đang canh giữ bức tường cao, một tấc cũng không rời. Thú vị chính là, Bạch Vũ nhận thấy, trong mấy phạm nhân tu bổ tường cao, vừa vặn có côn đầu vũ khí. Cái gọi là thủ lĩnh phe phái, ở trước mặt nhóm quản ngục cũng phải ăn nói khép nép. Cho dù đẳng cấp biến dạng của nhóm quản ngục không cao, thậm chí có thể nói là vô cùng thấp, tại khu vực màu đỏ, những biến dạng thể cấp 6 cấp 7, hơn nữa không có năng lực gì biến lợi hại gì này, có thể nói là ném những quản ngục này tới các khu vực màu đỏ khác, cũng đều không thể sống quá một ngày những nơi này mặc dù có trên trăm người phạm nhân chỉ có bốn người quản ngục lại không có một ai dám xuống tay với quản ngục cũng không có ai dám thử chạy trốn vào thời điểm này ánh mắt cho ra chú thích về tường cao phần nào giải thích một số vấn đề bức tường cao này cũng như bao công trình khác như là sống ở trong vòng lặp nói đó mặc kệ tu bổ bao nhiêu lần đến thời gian đó cũng sẽ xuất hiện một cái lỗ hổng lớn vào thời điểm người quyết định vượt ngục nơi này là cửa ra duy nhất sau khi đi ra khỏi tường cao, người sẽ có thể thoát khỏi khu vực này, ngoại trừ bức tường cao này, ngươi không có bất kỳ biện pháp nào rời đi, càng không khả năng tường cao bị phá hủy, còng tay người mang trên tay, khiến cho ngươi không thể sản sinh mảy may uy hiếp nào đối với tường cao. Mà vào thời điểm ngươi tới gần tường cao, bốn quản ngục thế nhưng sẽ nhìn chầm chầm ngươi. Tường cao cũng giống như bạch vụ nghĩ vậy, chẳng khác nào là vạch ra điểm kết thúc cho cuộc vượt ngục này, thế nhưng làm như thế nào đi đến điểm kết thúc còn có thể không bị ngăn trở, đấy là một môn học vấn. Còng tay khiến cho các phạm nhân không thể đối chiến cùng với quản ngục, chúng căn bản không có biện pháp phản kháng quản ngục. Chỉ là bạch vụ nhìn bộ dáng sợ hãi của các phạm nhân, chắc hẳn tính trói buộc của loại quy tắc này còn muốn cường đại hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng. Công việc được thay đổi theo phòng giam, ba ngày này bạch vụ đều sẽ làm công việc này. Cầm chiếc liềm do nhà tù phân phối, sau khi Bạch Vũ tin tưởng rằng không thể thông qua ánh mắt đạt được các tin tức khác, hiệu quả làm việc của hắn bắt đầu được cải thiện. Làm thay cho Văn Thái một phần. Văn Thái vô cùng cảm kích Bạch Vũ, bởi vì Bạch Vũ làm rất nhanh, thể lực dồi dào, hai người rất nhanh liền hoàn thành công việc của mình, thậm chí còn chưa đến thời gian ăn cơm, Bạch Vũ cùng với Văn Thái liền hàng huyên, Văn Thái, tội danh lớn nhất người ghi ở trên tờ khai tội trạng, chính là rình coi người khác phái ta, à, ta không muốn nhắc tới những chuyện này. Ột, trình coi như thế nào? Bạch Vũ bỏ qua yêu cầu của tiểu cốc. Văn Thái vẫn là thành thành thật thật trả lời. Ta vào thời điểm ngồi ở bên cạnh, ngắm, ngắm vài lần, thật trắng. ột cốc thay đổi giống loài trong chớp mắt, đỏ mặt thành ếch đỏ. Bạch Vũ suy nghĩ một chút, nói: Trình coi mà người nói chính là người ta mặc quần áo, người ngắm bộ phận nào đó vài lần. Đúng vậy, ông. Thanh âm của Văn Thái đột nhiên có tinh thần, ném liền trong tay ra dùng hai tay che đầu cốc của mình. Bạch Vũ kinh ngạc gật đầu, nếu như điều này cũng có thể gọi là phạm tội, như vậy thế giới này đại khái liền không có mấy người tốt. Hắn xem như đã hiểu được, con cốc này thật sự là không có nửa điểm ghi chép phạm tội, hơn nữa còn quá nhát gan. Có một câu nói khi người thành thật giận dữ, máu sẽ chảy thành sông. Nhưng thế giới này còn có rất nhiều người thành thật, ngay cả phẫn nộ cũng không dám phẫn nộ. Bạch vụ thật sự là phi thường tò mò ác đọa như vậy rốt cuộc làm sao sống được. Quảng ngục ở nơi xa bắt đầu tra tấn những phạm nhân tu bổ tường cao, trong đó cũng bao gồm thủ lĩnh phái thiện lương thuần túy, kha nhĩ. Nòng súng ổ quay trên đầu của y giống như cái mũi vậy, sau đó trong chớp mắt cái mũi liền bị đánh gãy xương, nòng súng bị đập bằng dùi cui, công vẹo. Kha nhĩ là loại người tàn nhẫn với hai khẩu súng gác linh trong tay áo, nhưng ở đây y thậm chí không có biện pháp nói lời tàn nhẫn trong phòng giặt quần áo tiền nhất tâm đầu trọc phụ trách giặt quần áo cũng đang bị làm khó dễ gã mỗi lần giặt một bộ quần áo cũng sẽ bị quản ngục trực tiếp ném xuống đất chân đạp hai lần một lần nữa ném cho tiền nhất tâm tiền nhất tâm cũng không nói chuyện chỉ là yên lặng cầm quần áo lên giặt một lần nữa lữ ngôn phụ trách quét dọn phòng chứa đồ cũng bị quản ngục khi dễ yêu cầu lữ ngôn dùng lời nói ác độc nhất nhục mạ đồng bạn của lữ ngôn nếu không làm được sẽ nên đón quyền đấm cước đá. Viên Diệp cũng không khá khẩm hơn, năng lực của nàng là lãnh địa sư tử, vào thời điểm thi triển năng lực, mái tóc vàng gợn sóng của nàng sẽ phát triển mạnh mẽ như một con sư tử đang giận dữ, toàn thân được bao bọc trong sấm sét vàng, lực lượng tốc độ, nhất là năng lực giật điện vật thể, sẽ gia tăng với biên độ thật lớn. Đây tuyệt đối là một năng lực dị biến nguy hiểm, nhưng bởi vì mang theo còng tay, bởi vì muốn sống bất thống khổ, viên diệp đã tùy ý để mình bị nhốt vào trong lòng phát động năng lực dị biến biến thành sự tử nhưng không hề giận dữ nàng giống như một con vật bị nhốt trong vườn bách thú khiến nhóm quản ngục cười ha hả còn rất nhiều chuyện như vậy số lượng của quản ngục tuy không nhiều bằng phạm nhân bạch vụ có để ý một số một số lại không để ý nhóm quản ngục ra tay rất nặng nhìn cái mũi như nòng súng của kha nhĩ vong vẹo bạch vụ biết đây hẳn không phải là lần đầu tiên dưới tình huống như thế những phạm nhân này lại vẫn muốn sống sót điều đó có nghĩa là các phạm nhân không chỉ là người tốt theo nghĩa thuần túy mà là những người tốt có chấp niệm bất kể như thế nào cũng phải thực hiện liền giống với cố hải lâm bạch vụ giữ im lặng tuy đồng tình nhưng hoàn cảnh phạm nhân sinh hoạt càng ác liệt khả năng hắn thành công nhen nhóm lửa giận của bọn hắn lại càng lớn đây cũng là mấu chốt vượt ngục ở một khía cạnh nào đó tao ngộ của bọn hắn càng tồi tệ vận khí của mình liền sẽ càng tốt. Rất nhanh liền đến thời gian dùng cơm, mà chuyện xảy ra trong nhà ăn, so với làm việc vặt ở sân ngoài, lại càng thêm ác liệt. Tại nhà ăn nhà tù, các hàng ghế và bàn ăn được bố trí giống như căn tin trường đại học, chẳng qua nhà ăn trông rất kín, hơn nữa có chút giả tưởng. Vào thời điểm Bạch Vụ ngồi xuống, trên bàn ăn của hắn, liền đã có đồ ăn cùng với nước uống. Ác đọa không cần ăn thức ăn. Chúng hấp thu tâm tình của nhân loại, nhưng nếu như không có tâm tình của nhân loại, chúng cũng sẽ không chết. Suy yếu đối với chúng mà nói, là một loại cảm thụ chủ quan, loại cảm thụ này sẽ khiến cho chúng cảm giác được chính mình muốn làm cái gì, nhưng không làm như vậy, nên sống thế nào vẫn phải là sống thế đó. Chỉ là đến nhà tù thuộc đô này, hết thảy đều trở nên quỷ dị, dục vọng của các phạm nhân như thể trở nên đặc biệt rõ ràng, dục vọng ăn, dục vọng nghỉ ngơi, dục vọng muốn đạt được thỏa mãn, nói tóm lại, có thể phân loại thành dục vọng sống sót. Đồ ăn sẽ không khiến cho chúng xua tan cảm giác đói bụng, thế nhưng có thể khiến cho cảm giác đói bụng không tăng lên trong thời gian ngắn ngủi. Đồ vật đen xì trên bàn ăn, Bạch Vũ chỉ nhìn bề ngoài, liền căn bản nuốt không trôi loại vật này, bữa ăn dinh dưỡng rất khó ăn, nhưng người ta ít nhất cũng biết chế biến bữa ăn bổ dưỡng nhìn rất ngon. Loại đồ vật đen xì này, các ác đọa khác lại ăn rất ngon lành. Tuy muốn sống tại khu vực màu đỏ thật sự là chuyện khó khăn, nhiều khi phải rất chật vật nhưng trong chuyện ăn này bạch vụ vẫn rất có kiên trì nếu như ăn sẽ không thể no bụng chỉ là trì hoãn tốc độ cảm giác đói bụng gia tăng trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền dứt khoát không ăn mà đồ ăn của nhóm quản ngục thì ngon hơn nhiều những cựu phạm nhân mang theo loại dục vọng trả thù biến thái nào đó này nhìn những người tốt ăn đồ ăn khó nuốt này lại còn ăn như hổ đói chúng sẽ cảm thấy rất vui sướng loại vui sướng này thậm chí vượt qua yêu thích đối với tâm tình tiêu cực ngươi ăn của ta luôn nhé. Thấy bên cạnh Văn Thái đói bụng, ăn hồng hộc, Bạch Vũ đưa thức ăn của mình cho Văn Thái. Chuyện này, chuyện này thật sự có thể chứ ộc. Ta không đói bụng, không đói bụng tự nhiên là tạm thời, đám người kia là ác đọa, mà Bạch Vũ là nhân loại, sự suy yếu của đói bụng đối với Bạch Vũ sẽ càng thêm mãnh liệt, cho nên Bạch Vũ rất rõ ràng, chính mình nếu như không ăn đồ ăn, cho dù có chuỗi sức mạnh và thể trạng cường tráng gia trì, cũng không chống đỡ được vài ngày cảm ơn P. Văn Thái thật sự rất đói bụng, liền không có khách khí quá nhiều. Bạch Vũ bắt đầu quan sát xung quanh, hiện ra ở trong mắt hắn là hình ảnh dùng cơm bình tĩnh, hai phe phái cũng không có triển khai trận chiến tranh đoạt chủ quyền giống như các nhà tù trong phim ảnh. Chỉ là ngay vào lúc hắn cho rằng sẽ kết thúc như vậy, biến cố bỗng nhiên phát sinh. Đẳng cấp của ác đọa ở nơi đây đều tương đối cao, có năng lực khôi phục kinh người, thương thế vài ngày trước đó, phần lớn cũng đã khôi phục. Nhưng ở trong nhà tù này, bị thương là chuyện thường xảy ra, ví dụ như lúc này. Hai quảng ngục sáu mắt cùng với đầu trâu xuất hiện một lần nữa, chúng đi tới trước mặt Kha Nhĩ đầu vũ khí. Ồ, cái mũi này ngược lại là lành rất nhanh, người nói xem đây rốt cuộc là mũi hay là miệng. Sáu mắt dùng dùi cui chỉ vào Kha Nhĩ, nói đối với đầu trâu. Cùng, cùng bò. Đây đương nhiên là miệng. Ta nói đây là mũi. Miệng. Mũi miệng. Hai người đại khái cãi lộn vài phút đồng hồ, như là đã đạt thành nhất trí, sáu mắt nói, bất kể là mũi hay là miệng, chúng ta tìm người ăn thịt thử nghiệm chẳng phải là sẽ biết sao. Có đạo lý. Cùng, cùng bò, ờ. À. Đây tự nhiên là hai người tự biên tự diễn, con ác đọa ở phía đối diện văn thái cúi đầu, bạch vụ nhận thấy, lúc này tất cả ác đọa đều cúi đầu. Văn thái mới đến hai ngày, chưa từng nhìn thấy loại tình huống này, còn không rõ ràng cho lắm, con ác đọa ở phía đối diện nó nhắc nhở hai người các ngươi nhanh cúi đầu xuống đừng có đừng có để cho nó thấy được các ngươi phát sinh chuyện gì ột thêm đồ ăn con ác đọa kia dùng thanh âm rất nhỏ hảo tâm nhắc nhở bạch vụ cùng với văn thái thêm đồ ăn bạch vụ vốn còn đang nghi hoặc chuyện gì sắp phát sinh nhưng vừa nghe được thêm đồ ăn như là đột nhiên hiểu ra trong nội tâm dân lên dự cảm bất hảo đầu vũ khí kha nhĩ giống như là muốn biểu đạt cái gì đát 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 lời nói của y mang theo tâm tình cấp thiết mang theo vài phần khủng hoảng thế nhưng quản ngục căn bản nghe không hiểu cũng chính là lữ ngôn mạc danh kỳ diệu giống như là biết rất nhiều ngôn ngữ mới có thể phiên dịch cho kha nhĩ súng các linh dấu ở trong tay áo tù rốt cục cũng hiện ra nhắm ngay vào quản ngục nhóm quản ngục lại xì mũi coi thường đối với chuyện này tiểu bằng hữu cũng đừng cầm đồ vật nguy hiểm như vậy nhắm vào ta chứ, ta rất sợ hãi. ha 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 ha. ha. dùi cui nặng nề đập vào trên đầu Kha Nhĩ, lập tức đầu trâu cũng dơ lên dùi cui trong tay, hung hăng đập xuống đối với nòng súng của Kha Nhĩ. phanh, phanh. toàn bộ nhà ăn rung rẩy với tiếng đập phá. nhưng bởi vì cảnh tượng rất khó bị phá hư, cái bàn cũng không có hư hao, hư hao chính là cái mũi của Kha Nhĩ. Chất lỏng màu đen chảy ra từ trong thân thể của Kha Nhĩ, y cũng không phải là ác đọa máy móc thuần túy, mà là nửa nguyên thủy nửa máy móc, đồ vật phản phất như là máu hoặc là dầu máy không ngừng tràn ra, khiến cho Kha Nhĩ nhìn như là bị người đập nổ đầu. Thế nhưng dựa vào quy tắc nhà tù, quản ngục có thể tạo thành tổn thương nhất định đối với phạm nhân mang theo còng tay, lại không thể giết chết. Rất nhiều năm qua, những quản ngục này đã sớm thành thạo đối với chuyện này. Cái mũi của Kha Nhĩ rơi vào trên đĩa ăn sáu mắt hài lòng dơ đĩa ăn lên đây chính là đồ ăn thêm ha 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 lần này ai sẽ là người may mắn trên thực tế vào trước khi ngày mới bắt đầu những quản ngục này đã lên kế hoạch hôm nay là ngày sửa trị thủ lĩnh phe phái chúng sẽ khiến cho thủ lĩnh hai phe phái bị nhục nhã một phen để cho các phạm nhân trong nhà tù này hiểu được sự khác biệt về địa vị loại ngày này không có nhiều lắm cho dù là những người như viên diệp kha nhĩ tiền nhất tâm cũng rất ít trải qua nhưng mỗi một lần trải qua, cũng sẽ gây ra tổn thương tinh thần rất lớn. Bạch vụ xem như bắt kịp. Quản ngục giả vờ giả việc hù dọa mọi người một phen, khiến cho các phạm nhân này đều nghĩ rằng bọn hắn đang ngẫu nhiên chọn ra một kẻ xui xẻo, sáu mắt lại bỗng nhiên đưa cái địa chứa, cái mũi của Kha Nhĩ đến trước mặt viên diệp. Chật chật, đại mỹ nữ, nghe nói sư tử rất dễ nuôi, một con sư tử như ngươi, chắc hẳn ăn thứ này, sẽ không tốn sức chút nào chứ mọi chuyện đều như bạch vụ sở nghĩ. Viên Diệp tuy đối đầu với Kha Nhĩ, nhưng cũng không đến trình độ muốn ăn thịt đối phương, nàng nhìn đồ vật trên dĩa ăn, lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ta báo thù. Ta biết người rất hung ác trong tù, những tiểu gia hỏa khả ái này phần lớn đều nghe theo ngươi, thế nhưng người tốt nhất nên biết rõ ràng, sự khác biệt về địa vị giữa người và chúng ta. Trong toàn bộ sáu con mắt đều tràn ngập vẻ tự mãn và đắc ý khiến cho người ta ghê tởm. Hay là nói, trong mấy ngày kế tiếp, người muốn tiểu đồng bạn của ngươi, cũng đều gặp đại ngộ như vậy. Ha 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 ha. Sáu nắm bắt tính khí của viên diệp vô cùng chuẩn, nữ nhân này có lẽ không quan tâm đến chính mình đau đớn, là một nhân vật hung ác, nhưng chỉ cần còn ở lại trong nhà tù này, liền cũng còn có nhân tính, mặc dù nhân tính thật sự còn thừa không có mấy, vẫn là có lợi ích. Viên diệp dùng dùi cui đè đầu của ác đọa tóc vàng, đè xuống từng chút một, khiến cho mặt của viên diệp cách cái mũi của Kha Nhĩ càng ngày càng gần. Đầu trâu nhìn hết sức hưng phấn. Viên diệp cắn răng kháng cự, nhưng vẫn bị dùi cui của sáu mắt, đè xuống từng chút từng chút, sau mắt nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể hù dọa được ta, những kẻ các ngươi đã ở trong này bao lâu. Ngươi cùng với tên mặt súng lục kia, đợi một thời gian nữa liền sẽ đi đến tầng 2, ha 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 ha, trừ phi các ngươi có thể bỏ qua nhân tính của mình, phóng thích vô tội. Viên Diệp không có phản bác, bởi vì sự thật xác thực là như thế, lời uy hiếp của nàng không có chút ý nghĩa nào, thậm chí rời khỏi nơi này, với tư cách là ác đọa, nàng cũng không có cách nào rời khỏi nơi này. Khuất nhục dâng lên trong nội tâm, Bạch Vũ tuy không nhìn thấy mặt của Viện Diệp, nhưng hắn có thể cảm giác được Viên Diệp hiện tại nhất định là cắn răng, hai mắt đỏ bừng vùng vẫy. Người phái cải thiện quy ác, ít nhiều gì cũng đã hy sinh một số nhân tính, vì có thể sống sót lâu hơn bọn họ hiếu thắng mạnh mẽ hơn không ít so với phái thiện lương thuần túy nhưng đối mặt với quản ngục căn bản không có lực lượng phản kháng đây là quy tắc áp chế bạch vụ quan sát một hồi đại khái có thể cảm nhận được viên diệp đã gần như tan vỡ nàng bướng bỉnh không được bao lâu cuối cùng vẫn sẽ phải ăn cái mũi kia tại nhà tù loại tình cảnh này rất bình thường nhưng ở trong nhà tù này đây là nhục nhã thuần túy kết quả là bạch vụ đứng lên Tất cả mọi người cúi đầu, vào thời điểm lạnh rung không dám phản kháng, bỗng nhiên có người đứng lên, cho dù so với ác đọa đủ loại màu sắc hình dạng, bạch vụ trông vô cùng nhỏ gầy, nhưng vào giờ khắc này, dùng khóe mắt liếc nhìn, viên diệp bỗng nhiên cảm giác được thân thể của bạch vụ phát sáng. Đồ vật trên dĩa ăn, trông còn rất không tệ, cho ta xem một chút. Bạch vụ mang theo nụ cười, dùng một loại thái độ càng trêu tức hơn so với quảng ngục nhìn quảng ngục dùi cua đặt ở cái ót của viện diệp bỗng nhiên nới lỏng lực đạo sáu mắt cùng với đầu trâu liếc nhau một cái vui vẻ tràn diện này xác thực không thấy nhiều viên diệp ngẩng đầu trong giây lát dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn bạch vụ sau đó lại mang theo vài phần vui sướng trên nỗi đau của người khác nhưng trong nội tâm của nàng là cảm kích bạch vụ ngày qua ngày trong nhà tù này bóng đè đã khiến cho nhân tính của nàng còn thừa không có mấy chỉ còn lại cực ít đồ vật cho dù cận kề cái chết cũng muốn thủ hộ loại lòng chính nghĩa này, theo Viên Diệp là ngu xuẩn. Nàng cũng đã rất sớm liền từng dặn dò đối với thủ hạ, nếu như nàng bị quản ngục khi nhục, không cho phép bất kỳ người phái cải thiện quy ác nào đứng ra. Nàng không mong đợi được cứu vớt, trên thực tế người phái cải thiện quy ác từ lâu đã hiểu được còn sống mới là trọng yếu nhất, tất cả mọi người đều muốn mang theo nội tâm không còn sót bao nhiêu nhân tính sống sót, làm sao còn dám đứng ra. Vào thời điểm thật sự được người khác cứu vớt, trong nội tâm viên diệp vẫn rất phức tạp tỉnh ngủ sáu mắt đi tới trước mặt bạch vụ đập nòng súng với chất lỏng đục ngầu lên trên mặt bàn thấy viên diệp đã thoát khỏi hiểm cảnh bạch vụ lại ngồi trở xuống văn thái ở bên cạnh hắn lạnh run bạch vụ nói là ta ngươi muốn ra mặt vì nữ sư tử không có ta chỉ là thuần túy cảm thấy thứ này tương đối kỳ lạ hiện tại ta đã xem qua đề nghị của ta là các ngươi không bằng trở về tuần tra đi đừng có ra vẻ oai phong ở đây ngươi cho rằng người phạm tội nhiều liền có thể hù dọa ta biểu hiện của bạch vụ ngày hôm qua xác thực đã trấn trụ mấy cả quản ngục chúng thật sự hoài nghi bạch vụ là sát tinh chuyển thế nghe những lời này của sáu mắt bạch vụ đã hiểu được linh mục cũng không có nói cho sáu mắt bất cứ điều gì bạch vụ nói với một giọng khá lười nhác ta là nhân loại nhân loại thì làm sao không ít ác đoạ xôn xao Viên Diệp cùng với tiền nhất tâm còn có kha nhĩ thì cảm thấy bất khả tư nghị. Ngược lại là quảng ngục sáu mắt cùng với đầu trâu không kỳ quái, dù sao thì nơi này không chỉ có một nhân loại tới, nhân loại tới chỗ này, cũng đều rất cường đại. Bạch Vũ nói ra kết quả quan sát của mình ngày hôm nay, nếu như tháo chiếc còng tay này ra, ta có thể giết chết các ngươi trong vòng một tiếng đồng hồ. Giọng điệu của hắn dần trở nên lạnh lùng, nhưng vẫn luôn mang theo tiếu ý lười biếng, loại khí chất này khiến cho trong nội tâm đầu trâu có phần sợ hãi. Sáu mắt cười lạnh, đúng như người nói, nếu như tháo còng tay ra, trong nhân loại, đích xác có một số dị loại, người có thể đến nơi đây, chắc hẳn đích xác không đơn giản, nhưng ở chỗ này, là do lão tử định đoạt. Sáu mắt nói xong liền muốn động thủ, giơ dùi cua lên chuẩn bị đập xuống đầu bạch vụ, ở dưới nhắc nhở của phổ lôi nhãn, bạch vụ như là đã sớm thấy được một màn này vậy, trước khi sáu mắt thực hiện động tác, hắn liền trầm ổn nói, vạn nhất đêm nay, trong khi lựa chọn bóng đè, ta bỗng nhiên vô tội thì sao? Dùi cui rơi vào trên đỉnh đầu bạch vụ dừng lại, bạch vụ dựng thẳng ngón trỏ lên, nhẹ nhàng đẩy ra, vẫn như cũ là ngữ khí nhẹ nhàng nói, ai, ngày hôm qua ta còn đang suy nghĩ, vì sao ta nhất định phải giết người? Giết xong ta liền rời khỏi nhà tù này, dễ dàng cỡ nào? Người như ta, liền thích chơi đùa với người có khí chất đồng dạng, nhưng người ở nơi này thực sự không thú vị. Bạch Vũ đứng lên, khí thế kinh người. Loáng thoáng, sáu mắt phản phất như thấy được một con quái vật mang theo thánh quang. Trong khoảnh khắc như vậy, hai người phản phất như thay thế thân phận, Bạch Vũ vẫn như cũ là vẻ mặt không sao cả nói, nơi này không có ý tứ gì, ngoại trừ quy tắc điên đảo, đã không có đồ vật khiến cho ta cảm thấy hứng thú. Chẳng qua ta tin tưởng loại uy hiếp này ngươi hẳn không phải là lần đầu tiên nghe được, trong 700 năm, nơi này có không ít ác đọa nhận phải nhục nhã, nhất định cũng hung dữ thả ra lời tàn nhẫn đối với người sẽ xóa bỏ mọi nhân tính sau đó rời khỏi nơi này tìm cơ hội trả thù ngươi vào thời điểm người lần đầu tiên nghe nói không chừng sẽ bị hù dọa nhưng về sau người phát hiện ra ác đọa căn bản không có biện pháp rời khỏi khu vực của chính mình những lũ tiểu tử phóng thích vô tội kia cũng bị đưa về khu vực ban đầu chúng chỉ có thể phí công phẫn nộ bạch vụ tới gần từng bước một sáu mắt kỳ thật cũng biết ý tứ bạch vụ muốn biểu đạt nhưng vẫn là mạnh miệng nói, chẳng, chẳng lẽ không đúng sao? Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này, lần đầu tiên nhìn thấy phạm nhân tới gần, quản ngục lui về phía sau. Đúng vậy, nhưng những quy củ này là dành cho những kẻ kẻ đáng thương 700 năm trước các ngươi, ngay cả tòa tháp cũng không thể nào vào được, nơi dành cho nhân loại sinh sống. Để ta phổ cập cho người một quy tắc, nhân loại là không bị hạn chế khu vực. Quy tắc này, nhóm quản ngục là biết bởi vì trước đó không lâu nơi này đã có hai người rưỡi đến, một nửa ác đọa, hai nhân loại. Về phần ta, không phải là bị nhà tù bắt tới, ta là chủ động đi đến nhà tù này. Bạch vụ nắm lấy cổ áo của sáu mắt, phát huy diễn xuất đến cực hạn. Hắn phản phất như một kẻ mất trí thích hỗn loạn, khát máu. Thưa ngài, ta ghét nhất là cuộc sống tẻ nhạt. Ngươi đoán một chút xem, đêm nay ta có thể được phóng thích vô tội hay không, đoán xem mất bao lâu, ở trong tờ khai tội trạng dài dằng dặc kia của ta, sẽ có thêm tội danh phá hủy nhà tù. Nhóm quản ngục rất có lòng tin đối với nhà tù này, dù sao thì nơi này cũng có mấy đại nhân vật. Nhưng chúng cũng biết mình có bao nhiêu cần lượng, nếu như không phải là còng tay hạn chế những phạm nhân này, chỉ là viên diệp hình thái sư tử, cũng đủ để dễ dàng đánh chết chúng. Sáu mắt rất muốn nói bạch vụ đang phô trương thanh thế, thế nhưng nó có thể cảm nhận được bạch vụ đích thực là khí tức máu thịt nhân loại lại không cảm giác được bạch vụ sợ hãi một chút nào Tâm tình là không thể gạt người cũng chính là cái tên điên này thật sự dự định rời khỏi nhà tù vào đêm nay Trong 700 năm, quy tắc nhà tù chuyển biến nơi này cũng không còn giam giữ nhân loại cho nên sau khi nhóm ác đọa rời đi chúng sẽ không bao giờ quay trở lại Nhưng hiện giờ có nhân loại Ai dám cam đoan đây không phải là lần đầu tiên đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Mồ hôi lạnh toát ra ở trên trán sáu mắt, len ken một tiếng, dùi cui trong tay sáu mắt tuột khỏi tay. Âm thanh này như thể rất chói tai, bởi vì nhà ăn trước đó lặng ngắt như tờ. Lữ ngôn trực tiếp cả kinh, muốn hô to đại gia, y cảm giác được miệng của bạch vụ, quả thật còn mạnh hơn năng lực dị biến hoàng mỹ ngôn ngữ phá phòng thủ của mình. Không cần khẩn trương, ta không phải là người tốt lành gì, người xem, ta không phải là người tốt, ngươi cũng không phải là người tốt, chúng ta chẳng lẽ không phải là cùng một loại người sao? Bạch vụ nhặt dùi cua lên, vô cùng ôn hòa trả cho sáu mắt. Thân thể sáu mắt không nhịn được run rẩy. Đừng có run, mọi người vốn đang ăn cơm vô cùng cao hứng, người ở nơi này lại là đánh người, lại bắt người ta ăn thịt người, thành thật mà nói là rất phiền. Nếu như hiện tại người rời khỏi nơi này, ta sẽ cân nhắc cải biến một ít chú ý của ta không dám nói lời thô bạo, sáu mắt cùng với đầu trâu lần đầu tiên bị dọa sợ, hai người bọn hắn vội vàng rời đi, hiển lộ có chút chật vật. Thẳng đến sau khi hai quản ngục rời đi một hồi lâu, toàn bộ nhà ăn đều là lặng ngắt như tờ. Cách nhìn của rất nhiều người bọn hắn đối với bạch vụ kỳ thật cũng không quá tốt, tuy thủ lĩnh hai phe tin tưởng tin việc mà nhà tù tung ra kia, cho rằng bạch vụ có thể là quản ngục trưởng đội tiếp theo. Nhưng những người ở đây, về bản chất không phải là những kẻ đại ác mà tội nghiệp bạch vụ phạm phải, có thể nói là tội lỗi chồng chất, tội ác chồng chất. Nhưng vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều có hảo cảm đối với bạch vụ. Ác nhân tự có ác nhân trị. Ác đọa tóc vàng viên diệp đứng lên, kha nhĩ bị gãy mũi cũng đứng lên. Bạch vụ tuy đồng tình với tao ngộ của hai người, nhưng hắn biết, lần tao ngộ này cũng tăng nhanh tiến độ chính mình vượt ngục. Viên diệp nói, lát nữa ta sẽ thương lượng với người chuyện hồi sáng, đác 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 kha nhĩ tán thành bạch vụ gật gật đầu ngồi lại chỗ cũ vỗ vỗ văn thái nói đừng có run ta sẽ không làm thương tổn ngươi nhà ăn nhà tù chậm rãi khôi phục bình thường bạch vụ nhìn một vòng trong nhà tù có thật nhiều nhân tài nhưng kha nhĩ cùng với viên diệp hẳn là những người mạnh nhất bên trong còng tay hội hạn chế một bộ phận năng lực sau khi bị khấu trừ đi bộ phận này những phạm nhân này cũng đều không đơn giản các loại năng lực dị biến của chúng cũng đều có thể sử dụng nhất là bốn vị thủ lĩnh hai phe phái phái thiện lương thuần túy kỳ thật bởi vì lữ ngôn gia nhập nên đón thời kỳ mạnh nhất trong lịch sử bởi vì ngôn ngữ phá phòng thủ đã mắng cho không ít người phá phòng thủ điều này cũng là nguyên nhân tạo thành phái thiện lương thuần túy có nhiều người như vậy đương nhiên hiệu quả lớn nhất của còng tay là khiến cho chúng không thể phản kháng quản ngục thậm chí không thể tạo thành bất kỳ tổn thương hữu hiệu nào dùng cơm xong đám người bạch vụ chính là bắt đầu công việc buổi chiều không biết có phải là có chỗ kiên kỵ đối với bạch vụ hay không đầu vũ khí kha nhĩ phụ trách tu bổ tường cao buổi chiều không có bị làm khó dễ tuy bốn quản ngục vẫn như trước không có rời khỏi cương vị viên diệp bị nhốt ở trong lòng vẫn như cũ bị nhốt ở trong lòng chỉ là so sánh với lúc trước nhóm quản ngục như là không để ý đến nàng không có tận lực nhục nhã nàng đây tự nhiên là chuyện tốt nhưng viên diệp cùng với kha nhĩ cũng biết loại chuyện tốt này sẽ không tiếp tục quá lâu quản ngục ngang tàn chắc hẳn sẽ không nuốt trôi khẩu khí, có lẽ sẽ liên hệ những người khác trong nhà tù hỗ trợ. Nàng phải báo những chuyện này cho Bạch Vụ, để cho hắn hiểu được tình cảnh của mình cũng không tốt. Bạch Vụ làm cỏ đến buổi chiều, buổi chiều hôm nay đối với những người trong trại giam được coi là buổi chiều yên bình nhất. Đây đều là công lao của Bạch Vụ, nhưng vẫn có không ít người cho rằng đây là bình yên trước bão táp. Sách trời bắt đầu ảm đạm, toàn bộ thành viên nhà tù bắt đầu từ từ trở lại phòng giam ban đêm dài dằn dặc bắt đầu đầu vũ ký kha nhĩ hai miệng lữ ngôn đầu trọc tiền nhất tâm nữ sư tử viên diệp tụ tập một lần nữa đi tới cửa phòng giam của bạch vụ lần này văn thái ngược lại là không có sợ hãi như buổi sáng viên diệp mở miệng trước hết nhất sự tình giữa trưa cám ơn người lão nương thiếu nợ ngươi một cái nhân tình xác thực mà nói là hai cái bạch vụ cười cải chính hắn cười cao thâm mạch rắc khiến cho mấy người còn lại không rõ ràng cho lắm Hai cái. Viên Diệp muốn biết nhân tình thứ hai là cái gì. Còn chưa tới thời điểm, đến thời điểm đó người tự nhiên sẽ biết được, vào trước khi các ngươi quyết định nghe ta giảng thuật kế hoạch sống sót như thế nào, ta muốn hỏi một chuyện trước. Ngươi nói đi, nếu ta biết nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Viên Diệp nói. Đắc. Kha Nhĩ tán thành một lần nữa. Bạch Vụ lộ ra thần sắc nghiêm túc, vào trước khi ta đi tới đây, các ngươi có hay không nhìn thấy những nhân loại khác đi vào. Trên người y ít nhiều gì cũng có một ít mùi tâm tình tiêu cực, các ngươi hẳn là có thể cảm giác được đát đát đát, đát đát đát. Y là nói kẻ xấu như ngươi, hóa ra là cùng một phe cánh với thằng nhãi con xui xẻo kia. A a a. Ta đắc tội rồi, thực xin lỗi, ta vẫn đã nói lời thô tục, Kha Nhĩ nói là đúng là có nhân loại tiến vào, người nhận thức. Có đôi khi Bạch Vũ tự hỏi, vì sao Lữ Ngôn không bịt cái miệng trên của mình? Chẳng qua vừa mắng người vừa nói xin lỗi, thỉnh thoảng còn rất có hiệu quả trào phúng. Lữ Ngôn nếu gặp Lâm Vô Nhu, hai người sẽ cấu thành liên minh phá phòng thủ người sao? Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.